gọi một người mà muốn trống kèn là để tiễn cái người quá cố này nè đi vào cái cõi thần. Còn mà cúng á là phải tiễn người về cõi cô hồn, tụng là tiễn người về dòng tộc. Vì thế mà một Phật gia thiền tâm đã có nhiều công đức rồi thì không xài cái này. Nên nhớ là tu thiền tâm thì tuyệt đối hoàn toàn chuyện thế gian không làm. Đó thì cũng nên trả lời cháu biết vậy đó. Thắc mắc gì cái phần câu hỏi này cũng không có gì. Dạ con đã rõ rồi, cho con xin hỏi câu số 2 là trên cái thùng phúng điếu của đáng ấy là có ghi cái câu là chỉ nhận phúng điếu cho những người biết tu thiền tâm. Vì sao lại có câu này ạ thưa bác? Nói đúng ra nguyên tắc một người mà tu thiền tâm không được quyền nhận phúng điếu của ai một đồng nào hết, dù người đó biết tu thiền tâm. Nhưng mà cái đám tang của Phật gia thiền tâm Nguyễn Thị Thiên mới vừa có 3 tiếng đồng hồ thôi là tràn qua và nhang đèn trái cây không chỗ chứa. Vì vậy mà ban quản trị quyết định là chỉ nhận tiền của những người biết tu thiền tông để chi? Bởi vì cái chùa thiền tông Tân Diệu hiện đang xây dựng thì lấy cái số tiền này để đưa vào cái quỹ của cái xây dựng này để hầu hướng công đức cho những người đó. Nhờ vậy mà cái nhang đèn cây trái hoặc là tràn qua nó thì giảm hẳn đi. Vì nếu mà 3 ngày để như vậy mà được thì làm sao chỗ nó mà chứa. Vì đây công ty quyết định thì nói đúng ra cũng không có nhận được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà phải xả, gọi là cái xả bớt cái phần cúng về trái cây để tràn qua thì nó nói cho hiểu. Chứ nếu mà người mà tu thiền tông rồi chánh thống đừng có nhận ha. Dù bởi vì ở thành phố mà nhà đó chúng đâu có rộng rãi bao nhiêu, thành ra mình phải tìm cách đi ở. Nếu mà ở cái nơi nào mà nó rộng rãi á, thì nên nhận ha. Thì cái tuyệt đối á, là cái thiền tông này không có nhận tiền, bởi vì mình về Phật giới rồi mà còn ai ở đây mà trả nợ nữa đâu mà mình nhận. Đó thì cũng nói cho cháu biết là cháu tiếp tục hỏi hoặc là chưa thông thì cháu có hỏi thêm. Dạ cho con xin hỏi câu thứ 3 là con thấy phía trước bàn thờ có ghi câu là tiễn Phật gia Nguyễn Thị Riêng về Phật giới. Như vậy Phật giới là ở đâu thưa bác? Và nó có khác với câu là cầu cho bông linh hay là bác giác linh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở các đám tang khác không hả bác? Tiễn Phật gia về Phật giới là mình biết rằng mình ở đây trái đất này là mình tu luân hồi trong trái đất có 6 đường đi. Tam giới có 6 đường đi, tổng cộng là 12 đường đi. Thì cái lãnh quẩn trong này gọi là trái đất và tam giới. Còn tiến Phật gia về Phật giới là đi ra ngoài cái quy luật luân hồi này, trở về Phật giới. Tất nhiên nói ngắn gọn là Phật gia trở ra khỏi ngoài trái đất và tam giới này để trở về Phật giới, đó là tiễn Phật gia về Phật giới. Nói rõ là Phật giới nằm ngoài quy luật vận hành luân hồi của trái đất này. Rồi mời con hỏi tiếp. Dạ con, còn câu hỏi cuối cùng là con thấy hầu hết các đám tang theo nghi thức Phật giáo thông thường thì có một bàn thờ Phật và chính giữa là Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát ở hai bên. Nhưng ở đây là cũng có thờ ba vị và ở giữa là Đức Phật cầm cái nhặng hoa sen giơ lên và hai vị Bồ Tát hai bên. Thì như vậy thì cho con hỏi là ý nghĩa thờ ba vị này là nó có giống hay là khác với cái đám tang theo nghi thức Phật giáo thông thường không? Và trên tay của một vị Bồ Tát là có cầm một quyển sách và đang đọc. Như vậy đây là quyển sách gì và tại sao Bồ Tát này lại đọc sách? Và tên của cái vị Bồ Tát này là tên gì? Và cháu thấy hai bên bức hình đó là có ghi hai câu: thiền tông là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Như vậy nhất tự thiền là gì và miền quê xưa là ở đâu ạ? Cái đám tang thông thường của người không biết tu đạo Phật và cái người biết tu theo pháp môn thiền tông đạo Phật thì thỉnh ông thầy đến, ông trang trí cái bàn thờ Phật như thế này. Ở giữa là Đức Phật A Di Đà ở thế đứng, tay phải buông xuôi
tay trái cầm cành sen, đó là cái tư thế của Đức Phật A Di Đà. Còn bên tay phải của Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát tay phải, tay trái thì cầm cục cành, cành quả sen đưa ngang trước ngực, còn cái tay phải là cầm một viên minh châu á. Đó là cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn bên tay trái của Đức Phật A Di Đà đó thì cũng cầm cành hoa sen, nhưng mà bên tay phải á thì cầm một sâu chuỗi sáu hộp minh châu. Đó là nó, cái đó là trang trí cho một cái gọi là quý vị là tu theo luân hồi á. Còn Thiền Tông thì Đức Phật Thích Ca ngồi ở thế chức già, tay cầm cành sen, tay phải cầm cành sen đưa lên để cho mọi người thấy, tay trái thì gác trên cái đầu gối, còn bên tay phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là ngài giăng thù thủ hiện Bồ Tát, cởi con sư tử lông vàng, tay phải cầm cái kiếm bén và tay trái cầm số 16. Đây là tượng trưng cho cái gì? Con sư tử lông vàng là tượng trưng cho sức mạnh, nhưng mà rất thanh cao và cao quý. Còn cái tay phải cầm cái cây kiếm bén á, là để tượng trưng gì? Là chặt đứt những cái mà cái tánh người á. Tánh người nó là cái gì? Là 16 thứ của tánh người. Đó là tượng trưng. Còn mà bên tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngồi Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho cái mà cái quyết chí á, quyết chí tu giải thoát, cởi trên con voi trắng 6 ngà, là nói cái con voi đó thì nó rất mạnh, trong rừng sâu không con nào qua bằng đó. Nhưng mà nó màu trắng, nó tượng trưng cho là trong sạch. Tu Thiền Tông phải chú ý cái trong sạch. Còn con voi trắng 6 ngà là tượng trưng đâm thủng 6 thứ của con người. Từ con mắt, con mắt phải đâm thủng để thấy được cái chân thật của cái thế giới này. Lỗ tai phải đâm thủng để nghe được, gọi là duyên thông. Lỗ mũi ngửi được cái mùi thơm hôi đến chỗ mà chân thật. Rồi cái lưỡi thì nếm được tất cả mùi vị của nó mà cũng đến chân thật. Còn cái thân thì cũng vậy, xúc chạm, xúc sợ biết rõ ràng. Đó là tượng trưng cho 6 cái ngà của con voi trắng. Còn Phổ Hiền á, đọc cái quyển sách gọi là quyển sách Quyền Kiếm của Đức Phật để tìm hiểu cái nhân sinh quan và vũ trụ quan của trái đất này. Một người tu Thiền Tông nó phải có ba cái biểu tượng này thì mới đúng là tu Thiền Tông. Đây là cái biểu tượng để nói là cái chuyện thanh cao của cái pháp môn Thiền Tông. Rồi thì nếu cháu có thắc mắc cứ hỏi tiếp, còn không thôi thì hỏi tiếp cũng được. Dạ, thưa bác, con có thấy hai bên bức hình đó là có ghi hai câu là Thiền Tông là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Như vậy nhất tự thiền là gì và miền quê xưa là ở đâu ạ? Nhất tự thiền là người ta tu một chữ buông dừng thôi dứt hết liền tưởng sanh. Miền quê xưa là nói về Phật giới á, bởi vì đầu tiên tánh Phật từ ở trong Phật giới vào tánh người để mà mượn thân tứ đại con người tạo ra công đức. Nhưng mà vô đây vì cái quy luật vật lý á, anh muốn làm mượn thân con người phải vô làm con của người gia đình á, làm con thì phải vô cái tử cung. Cái tử cung là cái nơi làm cho nó quên đi, nó chết đi tất cả những gì biết trước. Rồi cái tử cung này khi nó hình thành ra thì cái thai nhi mà hình thành thì cái điện từ âm dương nó cuốn hút, nó trở thành là cái tánh, cái giọt bọc tánh người nó cuốn lại. Vì thế mà nó tánh Phật ở trong nó 9 tháng 10 ngày nó quên hết đi, ra ngoài gặp cái tánh người đó, nó xoay tròn, nó tạo ra 16 cái thứ ảo giác. Vậy thì mà trong cái tánh người nó có cái mạnh nhất là tưởng tham,
thì làm sao mà Thánh Phật còn nhớ là cái chuyện mà ngày xưa vô đây để mà mượn Thánh Phật để về Phật giới. Vì thế đó mình bị luân hồi. Mà luân hồi á, mà cái nói rồi cái tánh Phật á, đầu tiên thì muốn như vậy, mà vô đây bị cái ác của cái tánh người nó không chịu. Nó muốn giật nhờ, bởi vì cái tánh Phật này là cái nhân để cho cái sự sống mà. Thì tánh người nó muốn đi đây đi đó, lên gặp con mặt ông Thượng Đế như thế nào, lên gặp ông mặt A Di Đà như thế nào. Ừ chết. Mà rồi có một khi tức quá làm những chuyện bậy bạ thì đi xuống dưới, mà phải một dòng luân hồi để hàng tỷ năm. Mà có nhiều cái đi cả tỷ năm đâu không chịu, đi mấy chục lần nữa mới chịu. Mà sau đó thì tình cờ đó thì Thiền Tông phổ biến ra, thì ông Phật hiện nay thì ông Phật Thích Ca mới nói được cái chuyện này. Mà hiện giờ chúng ta đang thấy, đang biết đó là Thiền Tông đang phổ biến ra. Thì cái pháp môn Thiền Tông này mới được nói ra. Chứ từ khi mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi thì là ông Phật thần quản lý liền, tiếp nối tiếp quản lý liền, không cho. Đó thì nói cho lý do đó mà thì mới biết là không phải đơn giản đâu. Muốn trở về Phật giới nó phải đủ duyên mới nói được. Mà bây giờ nói ra Phật ngày xưa nói ra cũng bị chửi. Trên cái chùa Thiền Tông Tân Thiệu này cũng vậy thôi, nói ra chắc chắn cũng bị chửi, chứ không ai khác đâu. Bây giờ để ý đi, tất cả những sách của chùa Thiền Tông phổ biến ra đem không có ai dám đọc không? Cái chùa không có chùa nào dám đọc cái này. Đó thì nói cho biết cái lý do vậy. Thì cháu thắc mắc cứ hỏi tiếp. Dạ con xin cảm ơn bạn. Dạ xin hỏi con vị nào? Con kính chào bác Nhân. Con kính chào bác Nhân. Hôm nay con có mấy câu hỏi, cũng nhờ bác Nhân giải đáp thì con vài câu. Thì những câu hỏi của con là vậy. Hôm trước á thì con cũng biết một vài ý nghĩa của các danh từ Phật gia truyền Thiền Tông, Phật Thiền gia, Phật tử Thiền Tông. Các danh từ này từ đâu mà có? Cũng như là đồng phục của Thiền Tông như các dây vàng đỏ xanh bắt nguồn từ đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên của con. Cái câu hỏi này đó, thì phải trả lời có tuần tự như thế này nè. Nếu mà tu theo vật lý thì gọi là Phật tử thôi nha. Tên gì cứ cho, ta cho nó pháp danh gì thôi. Còn Thiền Tông này nó có ba cái danh từ để gọi. Phật tử Thiền Tông thì người này hiểu Thiền Tông, hiểu căn bản về Thiền Tông, gọi là Phật tử Thiền Tông. Có yêu cầu ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông cấp cái giấy chứng nhận là mình đã hiểu được pháp môn Thiền Tông, thì cái giấy chứng nhận này gọi là giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông, thì sẽ cấp cho cái dây phái màu xanh. Đó rồi gọi là Phật tử màu xanh. Thì Phật tử này phải mặc nguyên bộ đồ xám, gọi là mới gọi là Phật tử Thiền Tông. Còn nếu mà thứ hai nữa, lớp thứ hai nữa là gọi là Phật gia Thiền Tông, thì người này nó phải hiểu sâu về pháp môn Thiền Tông học này. Thì nếu mà có kể lưu xuất ra từ cái tánh Phật thanh tịnh của mình á, chứ còn lưu xuất theo cái kiểu mà cái tánh người thì không được nha. Bởi vì mấy anh kiểm thiền anh rất kỹ cái chuyện này. Thì người này nếu mà cái 12 câu kệ đạt thì người ta sẽ đưa cho mình 26 câu kệ, 26 câu hỏi. Mình trả lời đúng được trên 60%. Và có yêu cầu truyền thiền cho, thì người ta sẽ tổ chức một buổi lễ truyền thiền rõ ràng, rất trang nghiêm và thanh tịnh. Thì người này được mang danh là Phật gia Thiền Tông, thì được cấp một cái dây phái màu đỏ. Đó là cái phần thứ hai. Một Phật gia Thiền Tông nào mà đã được cấp dây phái và được cấp gọi là cái bằng Phật gia Thiền Tông mà có nhiệt tình giúp cho thêm 15 người nữa đạt được bí mật Thiền Tông và 30 người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Nếu vị này có yêu cầu thì tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ phong là
làm một cái buổi lễ không thiền tông gia đâu. Đó, để là chi? Để cho có cái gọi là mình có cái bằng để là chi? Mình muốn đi giúp ai thì mình nó có cái bằng, giống như mình muốn thi gia, mình muốn đi dạy học á, tôi phải có cái bằng người ta mới công nhận mình, chứ còn nếu mà không có bằng ai tin nha, thì đó là gọi là năng lượng là gọi là phong thiền tông gia. Nhưng mà có kèm theo cái này nè, một thiền tông gia hoặc một Phật gia thiền tông, nếu có đủ tâm tài lực cắt chùa hoặc thiền tông thất được chính quyền cho phép, thì tổ định chùa thiền tông Tân Diệu sẽ cấp thêm cái bản là đủ tư cách đứng ra truyền thiền cho người khác. Có nghĩa là tự mình à, truyền giống như tổ định chùa thiền tông Tân Diệu vậy. Đó là ba danh từ của bên trên đạo thiền tông. Thì con muốn hỏi gì thì có hỏi chi. Dạ. Câu thứ hai á, là con muốn hỏi á là trong các bài kinh điển Phật gia, Phật giới mà hôm trước con có tình cờ con có nghe đó, thì con thấy là cũng rất là hay và cũng rất là xúc động. Nhưng mà rất là lạ là vậy, điển hình á, như là cháu nhớ hai câu như là thuở xưa tánh Phật vào đây, mượn thân tứ đại nên gây luân hồi. Cháu nghe rất là lạ, dường như chưa thấy kinh nào đề cập đến. Vậy kinh này bác sưu tập từ đâu? Tánh Phật là gì và từ đâu vào đây để làm gì ạ? Cái này không phải là sưu tầm gì hết, mà nó nằm ở trong cái quyền ký của Đức Phật đó. Là nó nằm ở trong cái phần truyền mà người chưa công bố ra. Thì là cho nghe nó là trước khi nào mà công bố quyền ký ra thì cái này là vì người ta nhắc lại như ngày xưa tánh Phật vô muốn tạo công đức á, giờ nãy nói muốn tạo được vô đây phải mượn thân của con người, nhưng mà không ngờ thân con người nó là cái quy luật luân hồi, và tánh Phật không hiểu vì nó quên hết thì bắt buộc phải đi theo. Vì thế mà có câu thuở xưa tánh Phật vào đây mượn thân tứ đại để gây luân hồi. Thì cái câu này á, thì nó xuất phát từ cái mốt chuyện đó. Còn cái vế sau đó là hỏi cái gì cơ, cho hỏi tiếp đi. Vế sau là con hỏi nè, tánh Phật là gì mà từ từ đâu vào đây để làm gì? Thì tánh Phật từ Phật giới muốn ham có một kim thân Phật, một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, thì mới hỏi chư Phật á, hỏi đường vào thì cũng chỉ vào đường vào, đường vào vô dòng tộc, mượn dòng tộc rồi cam kết với dòng tộc là tôi ở đây tôi mượn công đức tôi ra chứ tôi không ở đây. Nhưng mà dòng tộc tôi không được, không chắc, không tin, tại vì ông nào vô đây cũng mấy chục tỷ năm không chịu ra. Thành ra phải nhờ một kim thân Phật, Phật thân thân đến làm chứng, thì dòng tộc mới cho nhập dòng tộc mà vào gia đình. Đó là nói về cái Phật giới nó nằm đó. Phật giới là nơi gì? Nơi chư Phật sống. Còn trong trái đất này và tam giới này là do các loài sống, cao nhất là loài trời, rồi tiên, rồi thần, rồi người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó là cái quy luật của cái tam giới. Ai mà muốn ở đây đừng có mong mà nói là tôi tu này tu kia cho thoát ra, không thoát được đâu. Giống như ở trong cái lòng nó quậy hoài, nó ngồi đó mà cho yên, không yên được đâu. Mình mới vừa gồng cho yên chứ thả ra nó cũng vậy. Thành ra người ta không hiểu được cái nguyên tắc của cái tam giới, không hiểu được cái quy luật luân hồi của trái đất. Chứ ngồi đó tu cái gì? Bây giờ tôi nói à, chỉ cần mở miệng ra là có nhân quả rồi, chỉ cần xếp cái chân lên ngồi là có nhân quả rồi, chỉ cần niệm chữ A, chữ Nam Mô A là có nhân quả rồi, thì làm sao giải thoát được? Đó là quy luật luân hồi của trái đất này. Còn có hỏi tiếp đi. Dạ, con còn một câu nữa là con có tham quan một vòng chùa thì tông Tân Diệu này á, thì tuy nhiên ở chánh điện á có thấy ghi câu là tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật. Vậy tu thiền tông là tu làm sao? Làm gì để có thể thành Phật được? Dường như chưa có nơi nào mà chùa nào dám để câu này. Sao bác lại dám để câu này? Bác căn cứ vào kinh nào để nói câu này ạ? Nếu căn cứ về kinh thì kinh Đại Bát Niết Bàn có nói, Đức Phật có nói là ta là Phật đã thành, các ông bà để là Phật sẽ thành.
thì cái câu này nó có kinh điển đàng hoàng. Nhưng mà tại sao cái chùa Thiền Tông Tân Diệu dám để câu này? Đó là quan trọng. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu này nắm được cái tập truyền ký của Đức Phật, có nghĩa là hiểu hết, chắc bất cứ ai hỏi gì, nếu ai trong tay có tập truyền ký mà gọi là cảm nhận được á, và gọi là lãnh hội được á, thì cái chuyện hỏi là chuyện nhỏ thôi. Tôi nói thật, nếu nắm được tập truyền ký á, lên trời cũng dễ, lên tịnh độ dễ, ở cũng có gì khó. Ăn không biết, ai mình không hiểu, rồi bị người ta lừa cho mình thôi. Chứ còn bây giờ nó chuyện trở về Phật giới là chuyện nhỏ thôi. Nếu nắm được từ vị chuyện về Phật giới là không quan trọng. Còn cái gì? Vì không quan trọng nên mới để cái câu này tu theo pháp môn Thiền Tông cố định thành Phật. Nhưng mà trước khi xây cái chùa, mình không dám cắt nghĩa này sao? Mình nói câu này, mình có hỏi thì tôi nói là tôi sưu tầm, tôi biết là vậy thôi. Thì để chỉ cho nó qua đi. Chứ tôi đã công bố huyền ký rồi, tôi không từ nam một câu hỏi nào hết. Vì công bố huyền ký rồi thì không ai cản lại được. Rồi đây, tất cả những gì của bí mật Thiền Tông tôi nói hết rồi. Tôi cũng xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Hồi tháng 6 á, tôi có gửi cho Thủ tướng Chính phủ một cái đơn để xin thành lập cái ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam ở bên miếng đất trống á. Thì khi có cô Năm Thị Nguyệt khi mà văn phòng Thủ tướng á, tôi gọi tôi hỏi chứ kêu bổ túc những cái ý này ra để tôi mới viết thơ bổ túc. Thì cô Năm Thị Nguyệt lỡ gặp nó nói thôi để cổ đưa cho, để cổ quen, cổ vô nhà Thủ tướng dễ ở thôi. Thành ra cổ nói thì đó là bây giờ nói bất danh đó, phải là để là cái bảo tàng Thiền Tông, chứ đừng có để ngôi nhà Thiền Tông. Vì ngôi nhà Thiền Tông đó nó không có trong có danh mục, mà cái bảo tàng thì nó có. Thì bảo tàng mình nghiên cứu, mà ổng nói giờ nghiên cứu trật trúng kệ mình ha. Còn cái ngôi nhà Thiền Tông là muốn xây thì phải có bậc cho cái tường trình, xây tường làm gì phải nói hết. Thì ổng nói là rắc rối lắm. Thôi vậy thì tôi cũng vậy, tôi thấy cũng cảm ơn là cô Nguyệt cũng đã nói lại với thủ tướng cho cái ý kiến này, tôi thấy rất hay. Thì giờ còn ở đây là nói ngoài lệ chút xíu thì là con tiếp tục hỏi đi. Dạ, con còn một câu nhỏ nữa là con hỏi thì ngay chỗ trước cổng chùa thì con thấy cái khi là Thiền Tông Việt Nam chuyên dạy giải thoát, vậy ở các nơi khác không có dạy giải thoát hay sao? Căn cứ vào đâu mà chùa lại dám khẳng định là chuyên dạy giải thoát nè? Thì nó nói rồi, nếu nắm trong tập quyền ký thì nói gì cũng được. Còn các chùa đó, bây giờ con suy nghĩ các chùa để làm gì? Các chùa, 100 cái chùa đều cúng hết, không ai dám dạy giải thoát đâu. Dạy giải thoát lấy tiền lấy gì ăn? Đó, suy nghĩ đi ha. Chỉ ở thành phố lớn, ở thành phố lớn đó thì người ta có nhiều lớn đó, người ta cúng ăn không hết, thành ra ta không đi tụng. Cái chùa nhỏ nhỏ chứ là ở quê và cái chùa nhỏ thành phố cũng phải đi tụng mới có, tụng mới có cái mới cúng, chứ bây giờ không tụng nội nó ai đưa nội tiền điện không, bao nhiêu tiền rồi tiền 50-70 người trong chùa ăn tiền đâu, bắt buộc phải đi tụng ha. Rồi phải làm chuyện này chuyện kia để người ta có tiền thì mình cũng thông cảm vậy thôi, chứ mình nói gì vậy. Bởi vì khi mà trong cái quyển số 1 tôi có viết thế này thì ma là ám chỉ cho là ông thần chủ á, thần chủ thế giới á. Tôi nói sao? Khi mà Đức Phật á truyền bí mật Thiền Tông rồi, cản liền, không cho ông làm cái câu thứ hai, người thứ hai. Thì ông nói là tôi nó thật ông á, là tôi muốn ra giờ nào ra, ông làm gì được tôi gì cũng biết, mấy ông lại gần tôi. Nhưng mà tôi muốn đề một số đệ tử tôi về Phật giới, không cho, thông cảm cho đi. Ở bây giờ lúc này lúc đó được 700-800 triệu người thôi, nữa tôi đem có 2-3 người có gì đâu mà ông thấy nghĩ ấy. Thì ông thần chủ thế giới đồng ý, nhưng mà ông nói câu này rồi ông để đi, ông mà ông lên mấy người này đi rồi mà máu còn mấy người theo ta đó, theo ta hết, tôi theo theo đấy. Và sự thật mục đích của ông á viết cái tập quyền ký này trước đó 1 năm rồi. Thì bây giờ ông sợ Ma Dương biết, Ma Dương biết là ông làm sao ông thoát được cái điều này. Thành ra ông phải lòn, ông mới truyền đi.
được thật ông truyền cái này cái huyền ký này đi cho đến đời Phật pháp mà mới phổ biến được. Vì cái thời này á, bởi sao tại sao mà người ta ấy ta cho cái này là vì ông Mai Dương ông sợ súng, ông sợ đạn, bắn cái rầm ông mất hồn. Bây giờ dám không, bây giờ đã đó, thì bây giờ có trí con người thông minh lên cao ổng mới dám. Nhưng mà giờ công bố quyền ký là thì đệ tử ổng cạn, à tôi nói đệ tử ổng cạn, nên nhớ một điều, quyền ký ra là ổng đệ tử ổng cạn, mà đệ tử ai là thôi quý vị biết cho tôi cũng ai tôi cũng nói đó, con mà hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhanh đã trả lời những câu hỏi mà con vừa đặt ra. Còn cái vị nào xin Nam Mô Mười Phương Chư Phật, Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác Nguyễn Nhân, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính thưa quý vị Phật tử chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng quý quan khách có mặt ở pháp hội hôm nay. Kính thưa bác Nhân, con cháu có ba câu hỏi như sau, xin bác giải thích giúp cháu. Câu 1, cháu thấy một phù điêu ở sân chùa có ghi: từ thuở xa xưa, tại phòng nghi lễ, nơi cõi trời đâu sức, thời gian này, trời thường hậu quân là chúa, Đức Phật Nhiên Đăng làm lễ thọ ký cho Thái tử Thường Hậu Minh. Nhiều đời sau tại nước Ca Tỳ La Vệ, cõi Nam Diêm Phù Đề, sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Văn, đến đời Mạt Pháp gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy sự tích này từ đâu có? Cháu mới nghe danh từ Thích Ca Văn, bác có thể giải thích cho cháu. Đây là danh từ Thích Ca Văn này, này thì ngày xưa đó thì người ta nói, nhưng mà nó lưu lại bây giờ còn cái chứng minh đó, thì tất cả kinh pháp bảo đàn, cái quyển nào mà ngài, tất cả cái quyển mà lục tổ Huệ Năng nói về tất cả các Phật quá khứ trong trái đất này, thì trong đó có Thích Ca Văn. Thích Ca Văn là tức là Thích Ca Mâu Ni ngày nay bây giờ, cái đầu tiên là cái danh từ ông gọi là Thích Ca Văn trong kinh pháp bảo đàn, chứ không phải là sao. Mà trong huyền ký cũng nói gì rõ này, nhưng mà nếu mà nói trong huyền ký thì không được, bởi vì luật cái phần này chưa công bố ra. Thì giờ cứ tìm lại cái kinh pháp bảo đàn mà nơi lục tổ Huệ Năng nói về mấy chục Phật quá khứ đó, là cái ông sau cùng là Thích Ca Văn đạo này nè, là Thích Ca Mâu Ni. Trước ở đó là gọi là ông Phật mà Ca Diếp á, là trước rồi tỳ phú tỳ bà si gì nó vòng vòng đó. Tôi có kể trong cái quyển nào đó, tôi có nói hết cái một loạt mấy chục ông Phật này, nhưng mà lâu quá tôi cũng nhớ, nhưng mà phải lục hồ sơ là tôi mới nhớ. Rồi thì anh cứ tiếp tục hỏi. Dạ cháu hỏi câu 2, cháu thấy chùa Thiền Tông Tân Diệu có một đặc biệt là không nhận tiền và của Phật tử. Như vậy tiền của ở đâu mà bác có thể xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu như ngày hôm nay? Thì cũng nên nói là tôi nhận tập quyền ký là 60 năm về trước, và tôi có hứa là tôi sẽ xây dựng cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ là hồi đó hứa chắc hứa đại thôi, chứ tôi cũng biết là có xây nổi không. Tự nhiên là hứa, tự nhiên là kêu bằng thần khẩu hải sắp hàm. Thành ra sau khi tôi bắt đầu tôi chuẩn bị có số tiền đó là tôi xây cái chùa này nè, thì có 5 lượng vàng thôi, tôi để dành được 5 lượng vàng mà tôi đang gửi bằng ngân hàng. Cái tự nhiên cái ngày đó đó, cái tự nhiên ông ứng bà hành thì tôi lấy ra tôi mua vàng, tôi không đỡ ngân hàng nữa. 3 tháng sau tôi chuẩn bị xây này, cái vàng nó lên gấp đôi lên, tự nhiên tôi được 10 cây rồi về cái chùa này nè. Trời ơi, cây cỏ đông quá trình tôi không biết nói là sao. Tôi tính tôi đốn đi, ai về có thằng cháu á, nó lại nó nói mấy cây này mắc tiền lắm, ông bán đi.
tụi nó ở như vậy còn mãi được thì bán nó cũng tốt. Nó qua Bình Dương nó kêu bán là 23 cây, mỗi cây 30 triệu. Thành ra nó có cái trụ mà tiền thầy thầy để con cây bây giờ mới hiểu được cái chuyện này. Còn tôi á, nó đứng là tiếp tục tôi làm và xây cái chùa này là nay đúng 10 năm rồi. Tới giờ còn dở dang thì cũng giờ qua năm 11. Thì nó đúng nhà tôi chữa răng cái trồng răng bao nhiêu tôi đủ ăn, còn nhiều tôi hứa vô chùa hết. Mà tôi không biết sao tôi làm răng tắt quá chừng đi. Mà hết là chùa ế nhệ luôn. Đó thì nói cho biết tiền đó là tôi nguyên cái gốc đó đó. Tự nhiên tôi có được 5 lượng vàng trên trời rơi xuống, rồi tự nhiên có mấy trăm triệu, mấy chục, mấy gốc cây mà tiền thầy thì đỡ có cây. Bây giờ tôi đốn ra, tôi báo tôi về, tôi nằm, tôi nghĩ, tôi mới thích cười. Thời đó tôi tưởng là bà để ra đâu á. Tôi nói thì cái cây sau cùng tôi bán lại cái chỗ này nè, là tôi kêu 25 triệu hôm nay mua. Chứ từ cái bữa đó tôi xây cái thiền tông Phật Đài tới cái bữa nó hết tiền đi. Tôi còn thiếu 40 triệu nữa. Tôi về tôi ngồi ở đây tôi chết rồi, kiểu này phải đi dai. Mới về tới nhà cái thằng ở Bình Dương nó xuống hỏi chú Nhân bỏ mấy cây mà con thấy còn chú này có định bán không? Tao nó bán. Hỏi chưa bán nhiều tới tao biết mày trả nhiều tao bán nhiều. Nó đòi 45 triệu, tôi nói tôi mừng hết. Cái con liễu nhà cháu này tôi nói giờ trên chùa có ai nhỉ? Nó không có liễu đứng đây đưa tiền nó lên. Tao kêu nó lên trên xã làm cho cái giấy là tao bắt chùa bán cái cây để chở đi để người ta nó ăn cắp ha. Thì cũng nói biết đó, thì tất cả những cái gì nó đến nó dường như nó hơi lắm ha. Chứ nếu mà bữa hổm không có này chắc tôi đi phải đi dài á. Tới khánh thành cái bữa năm 2012 là khánh thành này, còn mấy bữa lên thành rồi phải bán được cái này rất mừng. Sau đó từ từ tôi có tiền tôi mới xây cái này. Thì nói cho biết thì thôi, xin mời hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi cô bà, cháu thấy miếng đất bên cạnh chùa bác dự định xây gì đó để mở rộng thêm, bác có thể nói rõ hơn dự định bác trong tương lai sắp tới? Cái miếng đất này thì nó phải 3.000 mét vuông. Bây giờ tôi đang làm cái móng bên kia đó, làm đặt 10 cái móng rồi, tôi đặt cái hầm cầu luôn. Là tôi dự định á, tất cả những vị ở đây gần ở xa nếu muốn về tu ở đây gần, tôi tặng cho cái đời, tôi làm giấy tờ đàng hoàng, tôi tặng tôi cho. Còn ở giữa miếng đất thì tôi đang chuẩn bị là đang xin phép á, thứ tư này đóng cọc là tôi xây một cái ngôi nhà để ở, rồi để làm một số công chuyện nữa mà tôi không nói được cái này. Bề ngang 16 thước và dài 36 thước, tôi dự trụ là xin 5 tầng nhưng mà có thể xin 3 tầng hoặc 4 thôi. Để chi? Để mai mốt mà có tiền lên nữa chứ mình xin 5 tầng mà xin 3 tầng mốt lên 5 nó chịu. Và bây giờ mình xin 5 nhưng mà dự trụ là tôi sẽ lên tới 3 hoặc 4 tầng. Nó cho biết để chi? Để sống, để về đây sống là một. Thứ hai nữa là tôi âm thầm phổ biến cái này. Vì cái này nó lấp tư. Thì tôi nói thật, nếu dự định tôi xây được cái này rồi thì tôi sẽ xin phép là cái bảo tàng thiền tâm. Đó là cái mục đích của tôi muốn làm như vậy. Đó thì thôi, tôi hỏi tiếp đi. Cháu xin hết. Thì muốn nên nhắc lại đó, 10 miếng đất đó, chứ bây giờ tôi dự trù cái miếng đất này khoảng 2-3 cái lần. Là tôi đi vòng, tôi xin vòng, rồi còn cái ở giữa là cái nhà giữa. Đó thì cứ mỗi cái nền đó là 5.5 thước, 5 thước. Rồi bên đây là 6 thước, 5 thước. Đó thì một lầu nếu mà bây giờ ở xã nó bảo á, nếu mà cắt mà không đúc á thì nó cho không nói gì hết. Còn nếu đúc phải xin phép thì cũng nói cho bà con biết, nếu ai về ở đây thì sẽ có cái muốn ở đây gần chùa thì cứ về cắt bà mai nha. Tôi nói thiệt, cái giá cắt nó không dưới 100 triệu, không trên 100 triệu đâu, tôi đã nghiên cứu rồi. Đó nói cho biết thì muốn về ở đây ạ. Tại vì sao? Là vì tôi khi tôi qua đời rồi thì tất cả thế hệ sau nối tiếp
chứ tôi đâu sống hoài đây mình đó. Thì bây giờ trong này nó có cái ban quản trị, thì cái ban quản trị hiện giờ là 30 mấy người đó, 34 người đó, thì làm ở trong này. Tôi có mời giáo hội, ông thầy nào mà tu biết tu truyền tâm tôi có mời vô, cũng vô ban quản trị ra rồi ban quản trị mới đề bà ông làm gì, chứ không phải ông vô đây ông không biết, ông không làm cai quản không được. À, bây giờ anh người nào có tài chức, có cái cách nào á thì làm, ví dụ anh có ngoại giao được hoặc là anh làm gì thì cắt cho từng người, rồi người nào nấu cơm được thì nấu cơm, người nào giao ngoại giao bên ngoài giao nha. Thì trong cái ban quản trị hiện giờ ban quản trị cũng đã sắp xếp ổn định rồi, nếu mà khi tôi qua đời thì ban quản trị tiếp tục thì cái chùa này nó mới tồn, còn không nó đốt luôn á. Nếu nghe quản trị vợ dở dở vườn nó đốt cái chùa luôn á. Giờ mời bạn tiếp. Còn ai có thắc mắc thì xin mạnh dạn hỏi tiếp. Cái ban đầu của Phật tánh là gì ạ? Cái ban đầu của Phật tánh là gì? À, trong Phật giới nó có cái ý. Cái ý này thì nó hằng thấy, hằng nghe, hằng nói, hằng biết. Nó nằm ở trong đó đó, nhưng mà nó nằm cái đó thì nó không có, thì cái điện từ quang nó bao cái này lại. Thì cái điện từ quan bao này gọi là Phật Thánh á, thì nó mới không hiểu không? Rồi, cái ý là thấy, nghe, nói, biết, điện từ quan nó trùm lại, nó trở thành là một cái Phật Thánh, cái hình của Phật Thánh. Mà Phật Thánh ở trong cái Phật giới á, thì nó có hai loại thôi, mình nói hai loại. Một là Thánh Tích Phật, là nó rất nhỏ, giống như mình nói nó giống như cái trứng con cá đi ha, hoặc là con cá nhỏ xíu đi. Còn cái kim thân Phật á thì nó lớn như con cá ông cá voi vậy đi đó, mình phải hiểu như vậy. Vì thế mà cái con cá quá nhỏ đó nó hỏi chứ tại sao mà ông lớn như vậy, tôi có chút xíu. Thì ông này ông nói muốn ai thì vô trong loài người vậy, mượn thân người tạo công đức về đây y tôi, lớn hơn tôi cũng đó. Vì thế đó mà tánh Phật mới tò mò vào đây. Thì khởi đầu nãy cô gì nói đầu tiên, thở xưa tánh Phật vào đây mượn thân tứ đại nên gây luân hồi, thiền tông công bố ra rồi à, Phật gia là người trợ giúp phổ ra. Đó là cái công đức của Phật gia này nó mới gây. Nhưng mà tôi xin kể nha, trước khi mà bà mất á thì tôi hỏi vậy chứ bà thấy cái gì, mà nó thấy ông bà cha mẹ lên rước cũng vậy. Tôi nói hồi đó tôi đã nói rồi, muốn về Phật, muốn vô dòng tộc thì luân hồi chứ. Bây giờ đã có công đức nhiều, muốn về Phật giới thì những cái chuyện gì tôi nói thì nghe. Mà khi tôi nói thật là khi mà gần mất thì hầu đầu tôi nói về dòng tộc, giờ đây tôi biết, tôi nói tự nhiên cái lắc đầu, tự nhiên đầu nóng thật nóng rồi. Tôi nói Phật giải thoát đó, tôi nói bây giờ mình kinh nghiệm nha, nên nhớ mà ai mà có công đức rồi, công đức thật nhiều trên đầu rất nóng, còn công đức ít nó cũng nóng ít, nhưng mà mình cái cương quyết mình muốn về là không. Nên nhớ cái chỗ này là chỗ đặc điểm của thiền tông, muốn giải thoát là phải đi vào con đường đó. Bởi vì trong cái sách thứ nhất là đánh giải thoát mặt mắt sinh thiên này, là cái chỗ này nè, tiên là người, ngực làm thần, là nằm ở chỗ này đó. Thành ra tất cả những người tu khi mà kể nè, ghế nghiệp mình mà nghiệp mà nó quậy kể nào kể nó, tôi biết đường giải thoát chấp nó quậy, đâu có sợ gì đâu. Đó vậy là con người tu thiền tông phải hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Yeah, I don't know.
trị chùa Niệm Tông. Con xin hỏi là đối với những mặt gia Niệm Tông mà có công đức tích, quyết chí muốn về mặt giới, thì lúc mà đến cái chỗ cái trục của trung tâm vận hành luân hồi đó, khi nó rơi thì trong cái tiến trình rơi nó còn có những cái chướng ngại gì, xin hãy cho chúng con biết. Xin hãy nó lặp lại. Chú Dân có hỏi là tức là đối với Phật tử Phật gia Thiền Tông mà cũng rất ít á, khi mà mắt mà rơi vào trung tâm luân hồi ở ngoài, cái tiếng rơi á, nó còn cái tiếng gì nữa không, làm chán trở ngại? Bây giờ tất cả những người tu Thiền Tông mà chỉ có cần một muốn quyết chí tu Thiền Tông thôi, thì cái mảng mà gọi là sáu con đường đi luân hồi ở trên tam giới đóng lại liền. Nó đóng lại. Nhưng mà về sau á, nếu mình nó có lường gạt ở chỗ này là do thần rồi. Còn tất cả những người mà có công đức không cần lớn thì phải chú ý cho này nè. Mình muốn về Phật giới phải lãi nha, phải hiểu cái công thức của nó. Thì sau đó là, nếu mà tu Thiền Tông có công đức rồi thì chỉ còn hai con đường mở cho mình đi thôi. Một, dòng tộc, trở về dòng tộc. Hai, là giải thoát. Vì mấy con đường kia đã đóng rồi, con đường cái đường mà quả trời đã đóng rồi. Nhưng mà trước khi người ta chết và là có giấc ngủ, sau đó người ta mở mắt ra. Nhưng mà trước khi người ta chết á, ta vừa thấy cái cảnh á nha, cái cảnh nào thì nó sẽ biểu hiện trước rằng mình sẽ đi con đường đó. Mà mình muốn đi không thì bây giờ mình, nếu mà tu Thiền Tông mà hiểu được rồi đó, khi mình nhắm mắt mình mở mắt ra là mình ngủ á, mình trở ra thì nó có cái cảnh này, cái cảnh mà gọi là hào quang giả đó. Chú ý cái chỗ này, khi mình mở mắt ra mà thấy cái hào quang là cái đó là cái hào quang, nó là cái công đức của mình, nó phát ra, nó phát từ đỉnh đầu á, nó đi ra cái hào quang. Vì thế mà ông Phật hoặc ông Chúa gì đó, ông có cái hào quang là cái do cái này nè. Nhưng mà người ta không hiểu, tưởng đâu ông có thần thông, chính là cái công đức ông nó phát ra. Mà trong cái hào quang nó có cái giới hạn, nên nhớ là công, tại sao cái hào quang có giới hạn, nó không đi luôn, là vì á là cái giới hạn này là nó nằm trong, còn nằm trung ấm thân, cái đó cái giới bọc trung ấm thân. Mà nếu mình mất ra, mình đã cái khi mà tứ đại mình nó lặng ngắt rồi đó, thì nó sẽ đi ra thì mình sẽ còn thấy được một cái chỗ là cái hào quang đó thôi nha. Thành ra nếu mà tôi dặn, nếu mà dùng đọc qua thấy cha mẹ, bà cha mẹ thì đứng chào thôi, đừng có nhậu vô là dính à. Rồi nó thôi, để con về, con giải thoát rồi thì được, chờ đó. Ở đó tự động nó rơi, nên nhớ. Còn cái hào quang mà nó phát ra, mà trong cái hào quang nó có cái hình ảnh là một thần đó, ông thần đó, ông đưa ra, ông phụ đưa ra cho mình biết á. Ông lừa mình mà. Mình nếu mà thấy đó được, không nói gì. Ổng làm gì làm, nhưng mà nếu mà trường hợp mà cái hào quang mà có cái hình ảnh nó không rơi được, nó không dướng lại. Còn khi mà cái hình ảnh nó tan mất rồi đó, tự động nó rơi. Nên nhớ là nó rơi nó có nhiều khi họ giật mình, nó đứng lại, mình mới hiểu ra cái này. Cái đó là giật mình, là giống như mình giật, là giống như mình thắng lại, đứng lại à. Cái để rơi đi, sao nó rơi tự do. Nó rơi cho đến khi nào có nhiều, nếu mà công đức nhiều á, thì một tiếng đồng hồ thì tới trung tâm vận hành luân hồi. Còn công ít, cả ngày trời luôn. Nó rơi tùy theo cái lực á, cái lực nhiều ít, nhiều nó rơi rất nhanh. Thành khi nào mà mình kể nó rơi, giống như kiểu như mình ở trên trời rơi xuống, kể nó rơi tới đâu rơi. Khi nào mà cái dòng hào quang đó nó phá được cái dòng bảo vệ đó, là tự nhiên mình thấy sáng rực luôn. Nó mất cái này là Phật nhãn bắt đầu mới nhìn thấy rõ ràng thì Phật nhãn biết vừa rơi xuống trong tâm vận hành luân hồi, nơi cửa này là cái gì, là cái hải triều dương nó đẩy ra, cái điện từ dương nó đẩy ra, vừa rơi xuống đạp văng ra ngoài vậy, về Phật giới. Cái bằng nghĩa là cái lực mà giống như mà mình ra cửa biển á, vừa ra tới cửa biển thì tự nhiên nước nó cuốn văng mình ra ngoài đó. Thì chú ý tới cái chỗ này. Công đức nhiều công đức ít gì nó cũng rơi được, nhưng mà nên là rơi chậm
nó rất nhanh thôi. Còn cái chuyện mà trong cái kinh mà giải nhất từ thiện, cái đó nó thoát ra ngoài cái lực kiềm hãm của ông thần quản lý nghiệp mình đó, có sử dụng cái đó được. Nhưng mà giờ tôi thấy á, bây giờ cái phần này nhiều người họ la nhiều quá sợ ông thần á, ông thần không biết cái bánh của mình, ông tha tao giờ chịu nước công đức cho nhiều đi, ông không dám lại gần mình, ông làm sao ông nắm mình được, là vì cái lực mà cái công đức này là gọi là đức trọng quỷ thần sợ, gọi là tao gọi là đức trọng quỷ thần kinh á. Mình có công đức nhiều mấy ông thần dám lại gần, nó vậy thôi, là mình gọi là tự tại chỗ này nè, chứ không phải là nói ngồi đó là tôi nói cái miệng tự tại mà ai nói gì cũng chửi lại, không phải. Tự tại là ông thần ông thả mình ra mình mới tự tại được, mới giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì phải quyền ký của Đức Phật công bố ra cái này, chứ còn nếu mà ngày xưa không có công bố này, xin lỗi, ngậu gõ mỏ tụng đi, bởi mười mỏ trăm nó bỏ không thoát ra được à, nên phải nhớ cho này. Thật ra nó rất quý, nếu mình hiểu được thì rất quý. Giờ tất cả đi các chùa không ai dám nói vậy thôi, mà chỉ nói cậu này lại như vậy đó. Tôi nói rồi, anh vừa mở miệng ra là bị nhân quả rồi, giải thoát cái gì? Anh kéo cái giò anh ngồi thiền anh bị rồi, mà giải thoát cái gì? Phải hiểu được cái nguyên tắc này thì mới hiểu là thiền tông của đạo Phật chỉ đến nơi đến chốn của chỗ này. Bây giờ nên nhớ rằng tôi nói á, chùa thiền tông đến hiểu này mới dám nói chuyện này ra, bên ngoài là không chùa nào dám nói. Tôi nói thật, do anh tài ba, anh có quyền thế như thế nào không dám nói cái này. Lúc này nó rất tuyệt vời, thì anh liền mình thấy là ông Trần Nhân Tông ông làm vua, ông không dám nói đi, dám ở Hà Nội rồi nói đi, kinh thành Thăng Long nói nó đốt ngầu vua ông luôn chứ. Thì bây giờ nè, dám ở Sài Gòn nói không, nó đốt cái chùa nào ở Sài Gòn nói nó đốt, tại chùa nào hẻo lánh không ai biết, thì trốn ở trong này nói đó. Cứ mời hỏi chứ đi. Dạ kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là lúc mà mình đang hắc hối đó thầy, thì mình có còn tỉnh táo để nhận ra những cái vấn đề đó không thầy? Xin thầy giải dùm con. Ta nói là mình có công đức rồi, hấp hối gì nó đau chuyện kể, nó la kể đó. Nhưng mà khi mà đi vào giấc ngủ ấy ra thì chỉ hai cái này thôi, đúng rồi. Nhưng mà khi thoát ra ngoài mình mới hiểu, mất đau rồi tôi hiểu rồi. Chứ là cái hiểu biết của mình nó rất rõ ràng, mình phải nắm vững cái chỗ này nè. Bởi vậy ngày xưa người ta nói là gì, nhà giàu đứt tay ngoài đổ ruột là người ăn mày mà nó đổ ruột nó không la, thấy không? Nó biết là nó la, còn cái nhà giàu có đụng chúng không biết, nó coi tưởng tượng đủ thứ. Thì mình cũng vậy, mình hiểu thiền tâm rồi là cái nghiệp mình phải trả à, dẫn nó đau cãi đó. Tôi biết được về đầu kim thường đi vào giấc ngủ, mở mắt ra thấy hai con đường này, tôi nói cho kỹ, đừng thấy cái dòng tộc mình lại thương quá giàu ôm vô nó kéo vô mình rồi xong rồi mình đi một vòng nữa là cái thiền tông này mất rồi. Đầu thông này có mấy mươi năm, 70 năm lần mà là không còn phổ biến nữa. Rồi lúc đó đầu thai kịp thôi, ở đầu thai mà rủi đi dòng tộc, bởi vì một quốc gia có 4 dòng tộc thôi, cái người thượng cũng là dòng tộc của mình, một cái dòng tộc nó đa số mà rủ mình có hồn có cái tạo nghiệp gì mà lên trên làm mà trở nên phổ biến người kinh rồi ông nội nên không biết gì tôi đâu. Mỗi lần cái thiền tông này phổ biến có mấy chục năm mà nó đi 10.000 năm nó mới ra một lần, mình nhớ rồi. Thành ra Phật cũng nói là giống như trong kinh đó là con rùa mù ở Thái Bình Dương mà đi tìm cái bụi cây ở trên núi làm sao thì nó đã mù rồi mới quay về. Thì bây giờ mình nên nhớ rằng mình may mắn nhận hiểu được cái thiền tông này, muốn giải thoát thì đây là cái công thức. Khi mà tu thiền tông là tất cả các cửa đều đóng, chỉ có con đường giải thoát và con đường dòng tộc thôi. Nó nên nhớ cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi là khi mình rơi vào trung tâm vận hành của luân hồi, xin thầy dạy rõ cho chúng con là sao? À, có như anh nói là khi mà con người mình rơi vào trung tâm vận hành của luân hồi á, thì xin giải thích rõ là nó như thế nào.
bây giờ đó muốn biết nó rơi thế nào mình rơi, mình giống như mình ở trên cái dòng suối ha. Giờ mà ai ở sông dòng Cửu Long khi nào trên trời mà rơi xuống ấy, đúng cái nước mà nó chảy ra biển vừa rơi nó lạc chân, đó là gọi là trung tâm vận hành, đúng không? Ở trên mặt trên á thì điện từ âm nút vô, còn đầu dưới điện từ dương đẩy ra, từ cái trục từ trên bắc xuống nam, nó gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Nhưng mà nó không siêu qua mặt trời được, nó bên trong nó vẫn có cái lực của nó, nhưng mà nó tới cái đó đó, nó tới sáu cái hành tinh này, tách thành sáu cái hành tinh này, tùy theo nó rơi nó trúng cái hành tinh nào thì nó hút vô hành tinh đó, nó sáu hành tinh mà, giống như thì còn chuyện rơi cũng vậy, thì ở mình ở hành tinh này thì cái đó hành tinh nó rơi chừng nào mà nó tới cái trung tâm vận hành luân hồi là cái điện từ âm dương nó không còn cuốn hút nữa, thì cái vỏ bọc tánh người á, gọi là trung ấm thân, nó mới tan ra thì Phật nhãn mới mở, vừa mở ra thì vừa lúc cái điện từ dương đẩy ra nó đạp mình ra, đó gọi là trung tâm vận hành. Con hỏi thêm một câu nữa thầy, cái trung tâm vận hành luân hồi có phải là mặt trời không? Cái hỏi là cái trung tâm vận hành luân hồi có phải là mặt trời hay không? Phải, mặt trời là gọi là trung tâm sự sống của trong cái này, trung tâm sự ấm nó khác, đúng không? Dạ. Bây giờ xem nè, bây giờ cái này cái chai này nó quay nè, thấy không? Đó từ trên nó là dương âm, ở dưới là dương, là giữa cái này nó cái trục này nó có quay, thì nó rơi vào nó quay thì nó tan rã ra là cái điện từ dương nó bắt đầu nó đẩy mình ra, nó đẩy ra đã trở về một giới. Rồi ra đó mới định hình một kim thân Phật, rồi một phần ngôi nhà Phật thân trước, rồi một kim thân Phật từ trong nhà đi ra. Bởi vì cái tánh Phật đó, nó không có nhà ở nè, còn một kim thân Phật mới có ngôi nhà Pháp thân. Thành ra ông thấy phải qua giống như có cái nhà được tự nhiên có thân người, thân Phật lớn, thì ai cũng thích, ai chạy nhào vô đây gặp cái tánh người nó vậy, nó lợi dụng cái này nó đẩy mình đi. Cái tánh người nó cũng không có đâu, nhưng mà tại vì nó đi vào đây nè, do cái ham muốn của mình nó vô đây nó tạo thành một cái gọi là cái ta đó, tạo thành cái ta, thành ra nó mới có chịu lương hồng. Con người ta mà bỏ cái ta mau vậy thôi, tại mình không chịu bỏ cái ta. Mà thầy nào cũng giỏi, thầy nào chê nó mình cũng giỏi, mà Phật tử nào nó tu cũng đi theo một thầy nó giỏi lắm, cũng tà không chứ mà không thoát đi, thoát ra với thầy đi, thoát ra những cái mà học cao hiểu rộng đi, thì nó mới trở về cái chân lý này được, chứ còn cái ta thì thôi khỏi. Thưa mời hỏi thêm. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà những cái hiện tượng mà mình thấy thiên thần làm ra đó, mình những cái hiện tượng mình thấy đó, khi là lúc đó là mình đã mất thân, chung ấm thân đã ra được cái xác thân mình chưa, hay là mình đang còn nó nằm ở trong thân tứ đại mình? Câu hỏi từ cái đầu rồi hả? Từ câu thôi. Dạ lúc là khi mình thấy những cái hiện tượng mà khi mình sắp mất. Bây giờ thôi về thấy hiện tượng, trong khi mình bình thường á, mình vẫn ưa thấy cái chuyện đó. Là ví dụ bây giờ mình nói cái người bệnh không nói, thì trước khi bệnh cũng ưa thấy nè, mà cái người mà 90 tuổi á, họ chuẩn bị họ chết á, vài bữa thấy này vài bữa thấy kia, đó là gọi là tiền nghiệp của mình. Từ khi nào mà họ nhắm mắt rồi á, thì họ mở mắt rồi họ thấy là do cái nghiệp nặng nhẹ đi theo cái sự ham muốn của họ. Ví dụ bây giờ con tu tịnh độ, thì trước khi tu độ niệm Phật đó, tôi thấy nhiều người đó ở Phật trước, lúc nào thấy Phật trước thì đó họ mừng lắm, nó đúng là mà ngồi rất tươi tỉnh và Phật trước thì rất đúng, nhưng mình không dám nói là cái sự thật của nó. Khi mà tứ đại này nó lạnh ngắt rồi thì cái trung ấm thân đi ra, gọi là cái tánh người ra, tánh người này nó mới coi là trở thành là gọi là cái trung ấm thân á. Thì trung tâm thì cái tánh Phật ở đâu nằm, trung tâm thân nó mới nhìn ra, nó thấy cái cảnh Phật thì mừng quá, dạy chạy ôm mong rồi xong đó. Mới vừa tới á, thấy nó đúng là 4-5 cái cảnh chứ không phải không đâu, mà cái cảnh nào trâu nhất thì ông thầy ông thành mà phụ trách nhân quả cho mình biết mình thích trong này
rồi nắm trung tâm mình quăng vô xong. Ở bài thì giống như mình ở đây mấy nhỏ mà nó chơi nó nắm mà cái con diều á nó quăng thì nó bay nó bay theo, đó là theo nhân quả luân hồi. Nó phải có cái lực của cái ông mà quản lý nghiệp mới được, chứ còn nó thấy không hút nổ đâu. Nó phải có cái lực đẩy, giống như là ở thế gian này mà cái hòa tiễn muốn bắn á, không phải nó tự nó bay được đâu, nó phải có cái lực đẩy nó mới bay được. Thì cái luân hồi trên thế giới này nó cũng giống vậy, giống khác đâu. Rồi học con hỏi cái giới thứ hai đi. Dạ, nhưng mà con hỏi câu số 2, như mình chìm như trong giấc ngủ, mình chìm trong giấc ngủ đó là phải mình chết trong lâm sàng rồi mình tỉnh lại hay sao thầy? Có nhiều người chết chết luôn, có nhiều chết tỉnh dậy. Có nghĩa là tại sao á người ta chết là phải để mấy tiếng đồng hồ à, cho nó lạnh ngắt. Còn nếu mình hiểu rồi tiêu thiền tâm có lửa lạnh ngắt là xong rồi, không mấy tiếng nữa, không tiếng ngồi cũng là xong rồi à. Còn cái mà không phải tu thiền tâm phải để 8 tiếng là vì người ta không muốn đi. Còn thiền tâm mà muốn thoát ra được mà đi vào này, tao muốn đi ra cho nhanh. Đã tao biết mày rồi, mày ôm tao giờ tao muốn đi nhanh. Chỉ có thiền tâm mới được làm cái này thôi. Còn cái người mà tu mà có vật lý cứ nửa muốn đi nửa muốn không, thành ra cái gọi là chết lâm sàng. Có nhiều khi người chết mấy tiếng hồ sống vậy đó, là tại tao muốn đi đó, vì cái nghiệp đó nó phải chiều theo cái này. Rồi mình phải hiểu là thiền tâm nó khác này, thiền tâm là vừa chết rồi thì thông cho đi luôn cho rồi. Mai mốt á ai đi đủ mình lớn tuổi mà mấy nín thở thôi, nín mẹ cho rồi luôn đứng ráng thở nín thở đi luôn. Bây giờ là tôi nói thấy có nhiều ở nhà cha mẹ mà nó đem cái bình oxy thở hoài làm sao không chết, rút ra chết liền tại chỗ. Cái đó là tại bệnh chứ đâu phải. Đã mình biết này thôi tao cho mày tắt thở luôn đi, tao đi chứ sống thêm vài tiếng chỉ cho nó mệt chứ mất công thở tới tao luôn. Đừng có hỏi tiếp đi thầy, cho con biết theo ý của em là chút xíu là ý là mình áp dụng cái nhất tự thiền đó, đối với con nước ít ngay thời điểm là cái trung cái chuẩn bị đi ra khỏi đỉnh đầu hay là nó ra rồi mình nó áp dụng này. Biết rồi, nhất tự thiền không có áp dụng bên trên này được. Tự thiền là đối với ông thần nhân quả mình còn cái đất không, còn mình mà đã thoát ra rồi thì đi vào trong cái gọi đi thoát ra ngoài cái lực hút của trái đất rồi, không sử dụng nước tinh thiền được. Có nghĩa là ông thần nhân quả ông đẩy mình ra khỏi cái lực hút của trái đất rồi, mình mong là đi giảng sanh hay là mình giải thoát là do cái này, mình không sử dụng. Mà sử dụng nhất tự thiền là cái lúc mà giằng co là nửa giải thoát mà đi ra này, ông đó mình nói đi ra để giải thoát, tại vì mình có ý niệm mình giải thoát, ông chịu đẩy cho đi lên trên á. Mày có phước chứ không phải là có công đức đó, nhất tự thiền này áp dụng cái này. Nếu bởi vì có công đức ít á ông lỡ được, còn công đức nhiều thì ông buồn mình tự tại ha. Nên nhất là nếu mình có công đức chứ thì phải dùng nhất tự thiền mới áp dụng được, chứ còn phước đức thì khỏi sử dụng nhất tự thiền. Ông đó ông lỡ ông chặt mình, ông đẩy mình đi lên, bởi vì mình có công đức ông mới về nhà. À, gọi là đức trọng quỷ thần kinh, đức trọng mình có đức thì ông mới nể mình, còn những lỗi mình có hướng đức dương hướng đức âm thì còn lâu không? ông coi như mình tội phạm rồi chứ không có tha rồi đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Sẵn đây thì con kính hỏi thầy thêm một ý nữa là cái kiến tánh sâu là như thế nào, là cái trạng thái nó làm sao thầy thích thêm một xíu. Kiến tánh sâu là mình gọi là mình bây giờ nó tóm ra đó, giống như mình mù mắt đi, mở nhí ha, còn mở thắt trưng này, có nghĩa là mình cảm nhận được cái pháp môn thiền tông này. Bởi vì cái kiến tánh sâu là nó sẽ xuất phát ra được những cái là cái cục kệ, chứ còn kiến tánh sơ sơ nó không phát nổi đâu. Kiến tánh sâu là căn cứ vào kiến tánh sâu là phát ra được cục kệ rất hay. Có nhiều người đọc cục kệ rất cảm động, ta khóc được, đọc chứng câu kệ của mình mà mình khóc, đó là kiến tánh sâu à. Chứ đừng có tưởng đâu mà tại à. Mình tự nhiên mình đọc từ xưa giờ mới không hiểu cái này, bây giờ mình đã hiểu, mình đọc mình cảm xúc
đó là bệnh kiến tánh sâu, có được cảm nhận được mà. Từ xưa giờ không ai hiểu cái này, bây giờ có hiểu thì kiếm chuyện cứ mà gọi là trúng số động đất, trúng số thì ông kiểu mà cái gì đó ở bên Mỹ đó, bên đôi tôi. Cho con hỏi là chút xíu nữa thôi, là cái trạng thái mà gọi là nhập tiên kiến thì nó như thế nào, thầy giúp cho con nhập là vào tri là biết, kiến là thấy, là tất nhiên mình giàu được cái thấy bằng tánh Phật của mình á, gọi là nhập tri kiến. Thì nói tiếng cái đó nhập tri kiến là nói bằng tiếng Trung Quốc, chứ mình đó tôi thấy bằng tánh Phật rồi xong, đơn giản vậy. Thưa thầy, có một ông thầy là ông nhờ con hỏi giùm, là ngày xưa giờ là ông tu kinh Thủ Lăng Nghiêm mấy năm để chú Thủ Lăng Nghiêm, và ở trong đó nó là đọc kinh chú Lăng Nghiêm là phước đức và công đức vô lượng. Xin thầy cho con biết là năm định chú đó là Phật nói hay là của thần nói? Ông nói chứ không phải Phật, Phật của thần đâu. Ông nói, ông thầy ông nói, ông chưa có đọc cái vừa Lương Võ Đế. Phật nào nói chuyện đó mà ông thần nào chuyện nói, ông thần là không có xài, ông thần là cứ dụ là sao mình cúng cho ông ăn sao, chứ không có dạy về đạo đâu. Còn mấy ông đó là gọi là ông bịa ra, ông nói cho ông kiếm tiền thôi, chứ không có Phật không thần nữa. Rồi còn hỏi tiếp thì thứ hai là còn người thứ hai là họ không có biết đến Thiền Tông, nhưng mà họ coi sơ qua là về Thiền Tông là làm công đức và phước đức. Thì bây giờ là họ chưa có dịp đến chùa Thiền Tông, thì họ nghe nói là đọc kinh Bát Kho là có rất nhiều công đức. Thì xin thầy giúp họ là trong cái quyển mà Pháp Sư Công Đức đó là Phật nói hay là do ông sổ giả khác ông nói, chỉ biết đọc thôi chứ có công đức không cần phải làm trong quyển Pháp Sư Công Đức. Nó đúng ra đó, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ông nói nếu đọc kinh Kim Hoa mà nhận được tri kiến á để có công đức. Còn kinh Pháp Hoa đó mà cứ nghe được là cầu xin giảng sanh là phước đức. Mà kinh Pháp Hoa đem cái kinh Pháp Hoa này nói là bậy là bạ là ác đức á. Có ba cái vế này. Kinh Pháp Hoa nó Đức Phật nói, nhưng mà cái nhà dịch sau này người ta không dịch rõ ràng. Bây giờ đã trải qua 2560 mấy năm rồi, thì một ông của Phật ông nói là chỉ tam sao phất bổn thôi, mà bây giờ nó vượt bao nhiêu mấy ngàn năm mà chắc là mấy chục sao chứ không phải là ba sao. Con nên nhớ là con hỏi chứ. Con tiếp theo là bình thường trong các cái tội lỗi là nói xấu thầy chùa là có tội không thầy? Nó đúng ra nếu mà mình gặp mấy ông thánh tăng mình nói có tội, mà ông hòa vô tâm mình chửi cũng không sao đó, lắm đó cũng thấy chùa. Nhưng mà phải hiểu rằng mình phải hiểu rằng ông đó là thầy chùa thiệt hay thầy chùa giả. Thầy chùa thiệt không có dụng đi thuộc kinh nha, không có sanh xăm bói quẻ, mà không có cái chuyện mà ăn mặc lời lạc. Kêu thầy chùa mặc rất đẹp, cái đó là thấy rồi, thấy đầu cái đó cái hình dáng là ông giả rồi, ông lừa người đó. Tôi nói thật, nếu một vị thầy mà một thánh tăng là như thế nào? Thánh tăng là người đó phải kiến tánh, là phải thấy bằng tánh Phật của mình, không màng tới danh lợi, không màng tới tiền tài, ông nói là thánh tăng đó. Còn ông mà cái đi ra thấy mặt lắm bóng mắm thì thôi, không sợ tiền tài thì nên nhớ là chửi ông không sao. Thì dám mà bên tại sao? Tại sao bữa hôm con có nghe cái câu đĩa mà đi nói ông Thích Kiệt Từ không? Tôi ông loạn một. Tại sao dám? Ông đem cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ giải thoát, học chuyện nói trên trời đó, con ông là ông đi qua nước Úc, ông qua mà ông nói, nó xin lỗi, nó mất cái tinh hoa của đạo Phật, tôi phải nói, tôi phải trưởng lại. Tôi cái câu nói đó mà giáo hội Phật giáo Trung ương nó chửi tôi, nó tại sao nói mạnh nặng quá, tôi nói có danh từ nào nặng hơn tôi nói nặng hơn. Bây giờ tôi mời tất cả những vị, tôi nói cái câu chuyện này, có cái câu chuyện mà có cái tiến sĩ mà ở bên New York,
anh yêu cầu tôi, anh coi trên cái mạng mà anh biết anh là thấy trả lời rất hay, kêu tôi đứng lại tôi nói không được. Bây giờ tôi đây muốn nói tôi phải xin phép và chính quyền cho tôi mấy tháng làm sao tôi dám. Rồi tôi biểu tôi xuống ổng ra giáo hội điền cho giáo hội trung ương, giáo hội trung ương không ai dám trả lời vậy. Vậy ông dẫn rồi 5-7 ông tiến sĩ ông vật lý về đây mà ông hỏi mà đó, thành ra tôi xong cái mấy ông kêu tôi về bắt đầu hết chửi ông năn nỉ tôi, biểu tôi giải đáp ở đây. Tôi nói không được, tôi đâu có cạo đầu, tôi đâu có đâu đệ tử ông đâu, ông ra lệnh tôi phải làm này làm kia. Muốn ra lệnh ông nói chính phủ cấp giấy cho tôi nói, tôi nói mà ráng chịu mà rồi có chuyện gì đó thì chính phủ chịu rồi chứ tôi không chịu. Nên nhớ rằng bây giờ nó đã phải về thành ra. Thành ra trong kinh Đức Phật nói sao, nếu một vị thầy chân tu á mà người ta đuổi mình cũng không đi nữa, còn thầy tu giả thôi đừng kèm giờ mà muốn nói ổng gì nói. Cái đó trong kinh nói Đức Phật dạy đàng hoàng mà, chứ đâu phải ông có nói, đâu phải ông nói. Con hỏi tới về thầy cho nó câu cuối là ngày xưa là con chưa có biết đến thì xong á, thì con cãi lộn với ông thầy Tám Chiên bên Mật Tông á, là con cãi không có lại. Sau này con biết đến Thiền Tông rồi, con cãi lộn với ổng á là 3 lần, thì con giờ con bị đau đầu 3 lần mà con không biết tiền tự tiền. Cái tất cả những người mà hồi xưa đó, mấy ông đó là ông luôn Mật Tông thì ổng có cái lời ha, con cãi với ổng thì ổng có ông thần mà, ông thần phải binh với người này, binh với ông thầy này. Thành ra cãi không sao, nhưng mai mốt em con muốn cãi mình đừng có đau đầu á, con chỉ làm vậy nè ha, con lợi con đừng có nó đau gì đau, con cứ chía vô con nói hoài, nói câu thứ ba là hết đau liền, đừng có cầu ai, đừng có sợ, con cứ song song con nói thẳng vô đi mà cái tâm con thanh tịnh, bên kia nó sợ liền. Con vừa cái tâm tự nhiên thanh tịnh cái ông thần ông sợ ông chạy, là tại sao? Bởi vì cái kinh nghiệm chứ nè, tất cả những người mà gọi là thần nhập rồi đó thì nghe những cái quyển sách về Thiền Tông chịu nổi, thứ nhất là cái quyển số 8 đó, nghe đi, đem cái đĩa số 8 nói không cha nào chạy nghe nổi đâu. Tôi nói thật, ta chỉ nhìn cái huyền ký là bắt đầu ta sợ rồi. Thì nó có lực dương, bởi vì cái này ông Phật ông dạy ông sử dụng nhiều cái danh từ mà nó phát ra một cái lực dương, từ cái tiếng đó nói ra nó phát ra cái lực dương. Thì đừng có sợ vậy, mai mốt ơi con cái thanh tịnh lỡ chữ lộn không đi, tôi bảo đảm cho gì đấy, sợ với đầu liền. Cái đó là gọi là ma mắt con mặt người ta đó, con sợ không có giúp. Thế này cho con hỏi một câu, cái trường hợp của con đó là con chứng Phật chắc cũng vài lần rồi, và trong cái khoảnh khắc mà con chuẩn bị bứt hơi thở thì nó tự nhiên nó bừng tỉnh lên, là nó tỉnh hơn bình thường như giờ rất là nhiều, nhưng mà có cái lúc đó sao hơn sao hỏi thì con không chết. Vậy là nếu lúc đó con bứt hơi thở luôn, con đi luôn, thì con theo thưa thầy chỉ cái công thức để con đi này. Muốn đi đường có công đức nhiều mới đi được, còn không cái thí nghiệm mình cái đó là do ông thần cũng kéo lại đó. Ở mình chưa có hết trò lâu, bây giờ muốn tạo thêm số công đức nữa đi, nín tở đi luôn liền. Cái đó cái lực mà, bởi vì ông thần mà ổng né mình á thì mình mới đi được, có số chưa có tới mà ngồi thích nít nắm tôi kéo lại. Cái đó do ông thần à, còn mình có công đức nhiều ông thần không dám, mình đi kiểu gì cũng đi, muốn nhảy đầu cũng được nữa, ông giữ mình. Còn nếu á mà cái nghiệp mình chưa tới còn đọc không đi được, không phải. Nếu mà đi được á, xin lỗi mấy người mà ta khổ quá đó, ta nín thở ta chết đi không được, lại phải trả cái quả này, không có nín thở được đâu. Muốn nín thở tạo công đức rồi nín lúc nào có nghĩa là thần thả ra nín cái đi liền, giống như điện mà sạc đó, mà nó nối với điện lưới thì làm sao dứt điện được, muốn dứt điện phải tắt cái điện lưới đi, ở đây nó chết liền rồi. Thầy cho con hỏi thêm,
thì thầy cho con lúc con thích để lúc con thầy kết là tôi đi thôi. Vì nãy công thức giải thoát là nói là ham muốn mãnh liệt rồi có công đức biết đường đi. Nãy cái bài dặn dò ta có nói rồi đó, về đọc cho kỹ lại, thấy thấy định thấy cái gì đó đừng có theo. À, mình nãy tôi có nói là rơi vào trung tâm nhầm, nghĩa là đừng sợ chết. Chứ còn mình muốn đi mà sợ chết thì thôi khỏi đâu, khỏi có đi được. Còn không sợ chết thì bây giờ nín thở thì tôi nín luôn. Thì mà phải có công đức công thần mới không dám lại gần mình. Chứ còn mà mình chưa tới số mà mình nín công thần không được, chưa đưa đi. Ở đây trả nợ. Thế là mình phải hiểu cái công thức vậy thôi. Còn mấy tạo công đức thì nói rồi, có tiền thì mua sách, không có tiền thì đi mượn sách cho mượn, chịu khó sách đầu này đầu kia cho mượn. Nhưng mà mượn ai thích mới cho nha, không chứ không thích thôi. Kiếm một hai ông thôi, hai bà thôi chứ đừng kiếm cho nhiều cho còn mệt. Nhiều khi mình đi kiếm nhiều nó trở thành ta nói mình điên. Tối ăn đâu có ngày cái đi kêu ta đọc sách rồi. Rồi hỏi tới luôn. À, có một vị sư hỏi là Đức Phật mất rồi đó thì ông thần ông mới ông tưởng là chắc ông này đi rồi đó, nhưng ông Phật lúc đó ông Phật tính giả, là vì ông Phật mới hứa lại với cái ông thần đó. Tôi nói tới đất này là của tôi, ông tới đây ông đi ra thì tôi cũng nói ông có công đức nhiều tôi cũng nói, nhưng mà đệ tử ông không được quyền. Cái bữa mà truyền thiền cho mà nó hiếp á, chính ông thần ông ngồi ha, ông chịu rồi ông Phật nữa, thôi tôi không truyền, ông kêu mới đi, dụ ông kia đi rồi ông kêu ông kia về đây, chính ông Phật ông kêu mà nó hiếp về là đây như là truyền cho truyền lần thứ hai, chứ không phải là tự nhiên là nó truyền lần thứ hai của người ta không biết, tại nó ông Phật đá ông kia. Cái chuyện mà mấy bố tôi nói, cái chuyện mà giữa ông Phật là với ông thần chủ thế giới, cái đạo này nè, bởi vì tại sao trái đất này có bốn cái đạo, mà đạo Phật nè, đạo tiên, đạo trời, đạo tiên, đạo Phật, mấy cái đạo kia không ai nói, mà có cái đạo Phật này là ông thần chủ thế giới không đồng ý. Bởi vì sao? Đạo tiên thì cũng luân hồi trong tam giới đúng, thì đạo thần cũng vậy, rồi đạo trời cũng vậy, nó có đạo thoát, mà chỉ có đạo Phật nó chỉ có con đường chạy ra. Nhưng mà ông chính ông Phật cũng lường gạt với ông lừa ông thần mới vô đâu có dám dạy này đâu. Vậy chính anh em Kiều Trần Như sự thật là vợ về cái bụi trần không biết chứ không dạy cái cách đi ra nha, nếu đi ra thần biết liền. Cho đến khi mà ông viết cái quyền ký xong rồi mới nói tới chuyện này, ông truyền tiền đó thì ông thần ông biết ông cảm lại không, ông đi ra tôi cho ông đi ra, còn tất cả thì không cho ai ra. Vì thế mà Phật, ông Phật Thích Ca đó ông mới viết ra xong rồi ông mới giấu đi, rồi ông mới kêu Ma Ca Diếp á là đi kêu một làm ơn dẫn lắm cái này đi. Mà lúc đó truyền tiền không phải giống bây giờ đâu, không nói kiểu cái này mà chỉ triết mà nó ông cầm cái quyển này đi thôi. Bởi vì lúc đó là kiến tánh thôi, ngài không cho dạy giải thoát. Mà giải thoát là hai cái người nói chuyện với nhau thôi, thấy không? Muốn giải thoát phải nói chuyện với nhau, không phải nói bằng sách vở như bây giờ. Không dở nói đứng bây giờ mà nói công khai như bây giờ đó. Đi vòng vòng cho đến tới cái tổ sau cùng là tổ 33 đó, thì ông tổ này mới bắt đầu chôn cái viết ra lại, vợ thắc tiên chôn lại. Có nói những đâu mà trong cái này là nói đúng đâu, trong cái quyền ký nó có cái mật mã chứ không phải nói cái chuyện bây giờ công khai như bây giờ đâu. Trong quyền ký đó hoàn toàn bằng mật mã hết ha, cũng nói hết vậy đó. Nhưng mà cái mà gọi là giải thoát không có, chỉ là nói thôi, người này nói người kia nói ra, gọi là kêu bằng không thành văn, tình không có pháp, không có bị phạm tội hết ha. Thành ra tới đây bây giờ khi mà cái quyền ký đi ra thì mật mã mới được mở ra, mới được đấy, chứ không phải đơn giản rồi. Hồi trước đó mà nếu mà người không có trách nhiệm mật mã này cũng không biết ông nói cái gì. Nó nói chuyện giống như Trạm Quỳnh á, ai biết
Trọng Quỳnh ông nói chừng nào lúa mọc lên trì tay đi do đi trên giấy tay về xứ tây ông đậu ai biết lúa mọc trên trì sao lúa nó mọc đậu ha à, mà do đi trên giấy sao do đi trên giấy. Bây giờ khi nó xảy ra câu chuyện mới hiểu được. Tới khi mà Pháp nó chuẩn bị nó rút lui á, thì nó in có cái đồng bạc, một đồng bạc bằng bạc trì, nó bằng niken á, nó có cái bông lúa á, thì nó nói là lúa mọc trên trì, còn cái giấy 100 á, nó gọi là giấy xăng ngày xưa đó, có hình con voi, thì con voi nằm trên tờ giấy xăng, thì đó là cáo chung của cái tay về xứ tay, tay nó phải rút lui. Đó, chương trình nói vậy bây giờ nói đâu biết. Mình phải hiểu cái này là những cái thiền tâm này nó đúng là nói về dọa. Nếu mà không tôi không giải thích thì cái đạo quyền kiếm không ai biết. Không thấy nói gì là cũng nói có căn bản nhưng mà cái bí mật không nói. Cái bí mật này nó nằm ở trong nhà, nó 40 đạo tưởng nói là nằm ở chỗ này. Đó, rồi để dần dần rồi đó. Nhưng mà giờ nói ra thì nó đúng đó, không dám nói, không cay đâu. Nói rồi thâu đây Pháp nó chết rồi luôn à. Rồi từ cái mai mốt á, tôi hứa là khi tôi kêu cái bảo tàng tôi sẽ làm, tôi sẽ nói trong cái bảo tàng nha. Còn bây giờ bữa hôm tôi có nói nha, tôi nói là ai muốn tôi nói cái này xin phép chính quyền đi giáo hội cho tôi nói hết. Bây giờ giáo hội nó muốn đóng cửa chùa mở ra xin mấy xin cho tao nên cứ hỏi tiếp đi à, tôi thấy giờ còn gì còn sớm cứ hỏi. Câu hỏi thứ hai là Đức Phật dạy lực hải chiều âm à, có những câu sau đây. Câu nhất là ầm ầm vọng thức dậy cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh, biết là bờ hư vọng vượt qua rất dễ dàng. Thì hai cái câu đầu phải hiểu rõ như thế nào cho đúng, là hai câu là ầm ầm vọng thức dậy cuồn cuộn vọng tánh dân. Bây giờ ai có ngồi tu thiền mới hiểu được câu này. Mình mà đang ngồi thiền muốn cho nó thanh tịnh, nó không thanh tịnh, nó nổi lên ghê lắm. Ai có ngồi tu thiền mới hiểu này. Mà cái đấy là nó nổi với vật lý chứ không phải là nói chuyện thiền. Thiền nó là quan thiền vật lý chứ không phải thiền tâm đâu. Rồi ai biết tu thiền mới hiểu được, nghe được nghe cái âm thanh này gọi là cái hải chủ âm đó, là cái tiếng sóng biển á, hải chiều âm là tiếng sóng biển chứ không có gì lạ đó. Thì trong cái tạng đức chính là khi nào một người mà ngồi tu thanh tịnh thiền rồi nó phát ra cái nghiệp, mà do cái nghiệp nó đổ ra nó phát ra những cái âm thanh này. Bây giờ mình hiểu thôi, nổi rồi ngồi nó bị luân hồi nữa đó, tôi ngồi để muốn cái gì? Cái mình biết thì mình biết thì mình không ngồi thì mình làm sao mà luân hồi nữa. Giờ người muốn về phần giải thoát thì tạo công đức tôi về, tôi biết đường tôi về thôi. Còn bây giờ không biết là gặp mấy ông thầy bữa nay biết đi 10 cánh chùa để tạo này tạo kia để giải thoát trời nó chuyện, mình không biết đi theo ổng là nhân quả luân hồi chứ còn gì nữa, thấy không? Đó, hỏi tiếp đi. Dạ xin hết. À, xin thầy cho tôi hỏi, nãy thì thầy có nói là người tu thiền tâm thì một là giải thoát, hai là phải quanh lại dòng tộc, còn các cái kia đóng cửa vậy. Ai đóng cửa những cái đó và chở gì dòng tộc mà thầy nói là có 4 dòng tộc trên thế giới này thì xin thầy nói rõ hơn sao lại có 4 dòng tộc. Xin một quốc gia có 4 dòng tộc chứ không phải thế giới, một quốc gia mình có 4 dòng tộc rồi, còn cái gì nữa? Có nghĩa là ai đóng những cái cửa đó, tức là khi mà người tu thiền tâm á, tự mình đóng với ai đóng? Hồi đó mình không biết á, mình đi chùa này cái cầu niệm Phật giảng sanh, ha, rồi mình không biết á, mình nói giờ lên thượng đế, nhưng mà giờ biết thiền tâm được cái chỗ này nó còn 5 quy luật nó ngồi, mình không có làm cái gì rồi lên đó nữa, tôi không còn làm thuốc mà tôi không cần cầu nữa thì là cái cửa đó người ta đóng rồi, tự mình đóng lại. Còn mình bây giờ mình mở, mình muốn giảng sanh thì làm công đức. Giờ chỉ biết là tôi muốn về Phật giới thôi thì chỉ làm công đức. Phước đức tôi không còn làm nữa. Nhưng mà rủi có làm cũng không sao. Rủi làm ham muốn mới có nhân quả.
làm mà không ham muốn thì không có nhân quả. Nên nhớ một cái chỗ đó, ta hiểu cái chỗ này cho rõ. Nó hay lắm. Và cứ hỏi tiếp đi, thắc mắc cứ hỏi tiếp đi. Coi như là bốn cái dòng tộc á, xin thầy trả lời là bốn dòng tộc sao lại mình thấy cái cảnh trận này thì nhiều họ, nhiều dòng tộc mà sao lại có bốn cái dòng tộc ở trên cái quốc gia này thôi. Vậy là dòng tộc gì ở đâu? Thầy nói rõ hơn. Nước Việt Nam mình là 100 dòng tộc. 100 họ. Mà có chia ra bốn dòng tộc thôi. Cái đó ông Phật ông nói đó, mỗi một quốc gia đều có bốn dòng tộc thôi, chứ không phải nhiều đâu. Thì mình nên nhớ bây giờ một dòng tộc đó thì mình tạm lời mình chia 25 dòng họ đi đó. Còn truy cái này thì để tôi thành Phật rồi tôi trả lời tôi nói vậy. Trời hỏi thế mà lại này cho nói thăm là ngày xưa Đức Di Lặc Phật không có đẹp tới cảm giới là rơi vào cái tánh chưa, ông mới đạt được bí mật thiền tông thôi à, chưa có ai đạt tới cái cảnh giới mà gì duy nhất chỉ có ông Xá Lợi Phất nhìn được Phật giới thôi ha. Trong về tử Đức Phật từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ có ông đó nhìn thấy thôi. Và muốn nhìn tới cái Phật giới đó thì nó phải có là một vị Phật của siêu đại thần lực thanh tịnh thiền có công đức mới nhìn được. Còn bây giờ thôi mình cứ đưa theo cái quyền ký mình học thôi, mình biết được căn bản rồi muốn thấy thì từ rơi xuống dần vô trung tâm vận hành rồi thấy liền, Phật nhãn mở ra mới thấy được. Còn nếu mà không có một vị Phật của thanh tịnh thiền thì không, Phật nhãn không mở được. Mà cái này Phật nhãn mở là nương theo cái thanh tịnh thiền của Đức Phật, chứ không phải là một đơn giản đâu. Bây giờ ai đó thấy này thế kia là người ta lừa mình đó, không có đúng đâu. Nha. Bởi vì tại sao tôi dám nói là trong này á, nước Việt Nam mình thiền sư giả 100%. Tại tôi dám nói vậy, tôi nói dám nói lên mạng. Còn nếu người nào mà nói thiền sư thiệt ở đây là đấu chắc tôi, hoặc là mời tôi đến tôi nói cho nghe. Không hiểu đâu, cái bài nguyên tắc vật lý nào tôi thấy các cái vừa rồi đây này, các cái thiền viện mà nó đã sai rồi nha. Thiền viện mà nó đã dùng công tu mà làm sao thành Phật được. Rồi cái tu viện cũng vậy, ví dụ là cái nơi dùng công tu lại lục dụ công thì làm sao mà thành Phật được. Chùa vật lý cũng không thành Phật. Chùa thiền tông thì may mắn lắm, 1000 người có người thành thôi, nó cho biết như vậy thì tông mang danh đàng hoàng đó, nhưng mà chưa chắc là lấy được. Bởi vì nên nhớ rằng khi mà truyền thiền nó có nói câu rồi, 100 người chỉ có 5 người đi tới thôi, còn bao nhiêu người rút lui đó. Thì ở đây á, là Đức Phật mình nói là cũng cảnh cáo cho mình đó. Nhưng mà còn nếu mình mà 100 người nãy 25 người truyền thì đi hết, quyết chí đi hết, đừng rút lui thì đi hết. Còn đi có vài người cái thôi về ở nhà xả chữ quá thành rút luôn đó là. Rồi con hỏi tiếp là có con thầy ông phái lỗ ban á, là ông nhờ con hỏi giùm là ông phái lỗ ban mà phái gọi là bùa chú á thưa thầy, là ông hay cứu người ta á, là ông hay đốt cái này cái kia cái nọ là để cho xuống chơi người âm. Thì ông nghe thầy nói là trong dòng tộc thì không mờ cũng ăn, mà ông hỏi là đốt những cái đó có được hay không. Ví dụ như là con bị tai nạn xe máy, ông kêu là đốt chiếc xe máy có cần đốt thêm xăng cho nó hay không. Anh nói là không thể làm ăn mà nó làm chi luôn, có xăng mà cái anh chậm nhãn là nhập vào trong đó là lợi nhuận một trăm triệu một tiếng, nhưng mà nhập vào là chậm là năm tiếng đó là như vậy của sự đang là nói mà cái lúc xe đất cũng sẵn này rồi lấy hàng bánh đi. Đó là đã tôi nói rồi, để tôi xin dùng cái đó mình nói thì nó quá đáng chứ ổng đừng lừa chứ ăn cái gì. Bây giờ cái nguyên tắc á, ví dụ mình nói mình cúng, ví dụ nhà cha mẹ mình chết mình cúng đi, cúng mấy 4-9 ngày thôi không nghe cúng hoài, rồi mấy ngày không cúng lại ăn, một năm ta bó cái đám dỗ, rồi 365 ngày á, 364 ngày ăn rồi. Nếu vậy là nếu mà nói cha mẹ em phải cúng hoài, mà tại sao cúng có một ngày
Đã khi á thì bây giờ này, một cái người mà làm loài ngạ quỷ á, nó đi xuống vô nó phân tích được hai cái chỗ, vô nó 49 ngày cho lựa đó, không phải 49 ngày là phải là chỉ có con người mà nằm ở trong cái loài ngạ quỷ á thì mới được quyền lựa 49 ngày này. Bây giờ vô dòng tộc vô không? Vô thì phải có lực ra, giống như mình ở đây mà gọi là có cương lĩnh nội quy đàng hoàng, vô sách đi đâu thì phải đi đó, còn không chịu mình ra mình đường không phải ở. Dòng tộc là vậy, không là một vị, là một vị thần chủ dùng chứ không có nhỏ đâu. Dòng tộc mình là một vị thần chủ dùng, thành ra mình vô đây mà mình thật mình không chịu làm thì thôi mình đi ngoài đường á, thì ra đường thì muốn ăn lúc nào ăn dễ ở. Có nghĩa là cái nhà đó người ta nấu á, ta có quán ta nấu nó bay hơi ngoài, không có chịu vô nhà đâu, đứng ngoài ta hửi là xong rồi. Dòng tộc mình về vô ông bà mình về cha mẹ mình vậy. Ví dụ mà còn ở trong dòng tộc mình thì mình nấu ra ông bà lại đứng nó nấu chung với mình, hửi cái là xong đi. Còn cái chuyện cúng á, nó chiếm đổi rồi mình bài chơi với gì với bà ông bà đâu quấy đâu, cúng mà lên đợi nguội ngắt lời ra cái gì nha. Bà muốn ăn cái lợi vào bếp còn ngửi chứ. Không phải dòng tộc mình có chút xíu. Trong dòng tộc mới là cái hệ thống gia đình, hệ thống dòng tộc là ta muốn đi đâu ta đi. Mà ta không phải ăn như mình, ăn theo tứ đại, mình ngồi ăn cả tiếng hồ có mấy giây là xong rồi. Mà mình nấu một bữa cơm ở trong phải nửa tiếng hồ, một tiếng hồ trong tầm gì đó. Còn mấy ổng mà tổ chức này ổng rành quá nè, ổng đi lừa ta chứ làm gì còn đốt xe đốt cổ ai xuống dưới vậy trời ơi. Có xe nào giống mình ở đây giờ tôi cúng ra cái xe tôi đốt anh xài được không? Được, nó chỉ là bậy chứ. Mà người ta sống bằng cái điện từ âm dương, người ta đi bằng trong cái tốc độ rất nhanh, có nghĩa là từ đây bên Mỹ trong vòng nháy mắt người ta tới rồi, đi bằng điện từ mà đưa cái xe là xách cái xe này xuống sau đi xe này chạy qua khỏi cái biển Thái Bình Dương không? Ta không hiểu. Còn mở đường đường nếu không sao nói rõ nên lừa người ta cứ nói như vậy. Nên bác xin hỏi ạ. Rồi đó. Hỏi gì anh? Cái bây giờ mình dân con câu này hỏi này cũng hay rồi. Thưa sở giải nhân dân là tất cả ở đây là con muốn hỏi là trong cái pháp môn thiền tâm là nói là thiền tâm là không dụng công, nhưng trong cái cuốn sách mà con mới nhận về thì trên góc sách có đề một câu là thiền tâm không dụng công nhưng không hẳn là không thiền, thì xin chuyển giả hãy giải thích cho chúng con. Cái quyển sách nào nói? Dạ, trong một cuốn sách con mới lấy về đây thôi, con mới nhận ngày kia thôi, và trên một góc sách nhưng con không nhớ tên quyển sách đó, tại vì con mới nhận nên con không nhớ, là có đề một hàng chữ ở trên là thiền tâm không dụng công nhưng hẳn là không thiền, không hẳn là không thiền. Do tác giả nào nói thì cái đấy con không để ý, tại vì cái tập sách đấy là con nghĩ là tất cả không, là trong chùa này ra được. Dạ, thiền tâm đã tôi nói căn bản rồi nè. Bây giờ tôi nói nếu mà dụng công có nghĩa là mình khởi động một chút xíu là bị nhân quả rồi, mà dụng công sẽ được. Mà bây giờ ban đầu viết có thể là kêu bằng biểu mình thanh tịnh rộng lặng hành tri, cái đó là cái tánh thật của mình. Hồi đó mình không biết, mình biết đó mình nói vậy thôi. Bây giờ mình biết tánh thật của mình nó là vậy chạy đó. Ồ, nó thanh tịnh rộng lặng thì chuyện của nó. Dạ, con nói cái này ấy là con cũng là muốn là con hỏi cho rõ, bởi vì là trong cái cuốn sách đây thì con mới nhận tại chùa đây về từ ngày hôm kia, thế ngày hôm nay là con quay lại trả lời câu hỏi, nên là con lại có thấy một hàng chữ ở trên khắp một quyển sách thôi, nhưng do là nó vội nên con chưa không biết rõ quyển sách nào, thì ghi rõ là thiền tâm không dụng công nhưng hẳn không hẳn là không thiền, nên là con muốn hỏi ý này. Mai bà em lại cho thầy. Cái thanh tịnh của mình nó là tự nhiên rồi đó, tự nhiên thiền rồi đó. Cái thanh tịnh đó là mình gọi tiếng người Việt Nam nó là thiền đó. Cái thanh tịnh đó là nó thiền mà. Mình xem vô chữ thiền là nó bị giấy động liền. Còn cái không dụng công này là
thì mình nói theo tiếng Bình Dân, có nghĩa là thiền tông đừng có làm cái gì hết á, mà chỉ có ba cái chuyện phải làm: muốn về Phật giới, tạo công đức và biết công thức. Đó là thiền tông bây giờ đi sâu vào, khi công bố quyền ký ra thì ba cái vế này mới được quyền nói ra, chứ trước đó là không được quyền nói. Bây giờ nếu mà nếu đã chuẩn công vừa mà kéo cái giòn rồi là tạo nhân quả rồi, vừa khởi điểm nam mô là có nhân quả rồi, thì làm sao vừa khởi suy nghĩ là có nhân quả rồi, thì không phải là thiền tông, hiểu chưa? Còn cái mà cái tánh thật mình nó là tự nhiên thanh tịnh như vậy, nó thanh tịnh nó là thiền rồi, nó mới hiểu, hiểu không? Nó phải hiểu vậy. Còn tất cả những người viết về sách thiền bây giờ rất nhiều, nhưng mà họ không hiểu thiền tông. Mà bây giờ tôi viết ra 10 cuốn sách này, nó sự thật đó, cũng không hiểu thiền tông luôn. Là sao? Dẫn người ta đi vô từ từ. Ông Phật ông dạy ta 495 ông nói dẹp hết đi, 455 dẹp hết đi, rồi ta chửi ông điên nữa. Nếu mà lần xưa mà ông không dạy từ từ 45 năm này thì làm sao ông dạy cái thiền tông này được. Thì bây giờ cái công bố nguyên ký này không thể mới mà công bố được liền đâu, mà phải nói từ từ, nói cho ta hiểu đã đi rồi biểu dẹp đi, buồn hết đi. Thì sau cùng ta biểu nhất tự thiền là gì? Buông, không có làm gì hết. Thì cái đó có hiểu không? Dạ, không hiểu. Và cho bác xin được hỏi câu thứ hai ạ. Là khi mà mình thức thì không sao, nằm xuống chưa ngủ đâu, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là trong ký ức mình ấy là như có người nói chuyện, mà mình cũng trả lời trong ký ức luôn, thì hiện tượng đó có phải là vọng tưởng không ạ? Có nghĩa là thức thì không sao, mình ngủ á là bắt đầu là trong cái công thức á, có người nói chuyện thì mình cũng trả lời trong ký ức luôn. Không, cái đó không phải vọng tưởng đâu, mà là cái trong tạm thức mình á. Dạ. Nó mình thu vô tất cả, mình thu, mình giống như bây giờ mình giống như mình có cái thể nhớ đó, chép đầy đủ đầy đủ, nó muốn phát ra lúc nào phát, cái đó là sự thật chứ không phải vọng tưởng đâu. Mà tất cả những cái đó nó trồi ra là gì, nó cái lực nó mạnh quá, nó trồi ra thì mình chỉ thấy vậy thôi, chứ không phải vọng tưởng. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Xin mời hỏi tiếp. Mình tu thiền tông mình hiểu cái nguyên tắc này về lập đạo thì ông thần chủ thế giới lập, ông thần chủ quốc gia đem đạo về cho quốc gia tu, ông thần chủ dung lập gia đình để cho người ta cúng, đó là nguyên tắc. Thứ hai nữa đó, trong cái đất này mình máy động cái gì là bị luân hồi. Tất cả của hỏi là vô tất cả các chùa, các thầy tu lớn cỡ nào, hỏi với thầy tu cái gì, ông trả lời liền, nó tu niệm Phật hoặc là niệm chú hoặc là hay ngồi thiền vậy đó. Thì cái đó là theo cái quy luật vật lý, ngồi thiền ông muốn cái gì, ông muốn giải thoát không được, giải thoát là không phải đi con đường ngồi thiền. Còn nếu mà niệm Phật á, không phải ngồi nữa, không Phật ngồi đâu đây niệm ở, mà phải nhớ trong Phật của mình, Phật của mình muốn luân hồi hay là muốn về phải đi theo con đường về, muốn đi nữa thì đi theo con đường đi về. Bởi vì đầu tiên đã tôi có nói, nếu mà nắm được tập quyền ký rồi, ai mà kêu mà cảm nhận được quyền ký rồi, ai hỏi gì không sợ. Còn nếu mà không có tập quyền ký này, nói ra nó bể họng mình cái là mình đứng cứng ngắc. Ở bây giờ hỏi hiểu thiền tông thì tôi cho bẻ. Còn nếu mà không hiểu thiền tông thì thôi, nói thôi, mấy ông thầy bùa ông nói cái mình thua ông luôn á. Ông thấy này thấy kia. Nhưng mà ông nói nếu mà ông thầy bùa ông nói, tôi nói cái đó ông thần là. Hôm nay này mấy tuần trước đây có cái mấy anh là tôi ông thầy ông Thích Di Lực á, ông ngồi thiền năm phút thấy này kia đã. Tôi nói nó là ông thần á. Ông đứng dậy bỏ về đi. Ông lớn ra ông đứng cãi, ông không hiểu cái hiện tượng, bất cứ hiện tượng gì trên thế giới này do ông thần không làm. Bên đây là trái đất của ông thần được làm quyền hiện tượng lạ. Còn con người là quản lý vật chất, thần quản lý tâm linh, phải nắm cái rõ cái này. Nó thì đừng có, bây giờ ngồi đó mà niệm Phật, niệm chú, niệm chúa, chỉ có Phật, thần hết. Mình có nên sử dụng, nhưng mà cái nguyên tắc muốn đi lên đó thì niệm
niệm Chúa hoặc niệm Phật đúng như vậy không? Niệm Phật nhưng mà phải làm phước, chứ ngồi đó niệm đi, niệm đã đi không có lên được, do cái phước mình mới đi được. Giống như Ngọc chủ niệm là nhớ nha, ví dụ giờ cô muốn đi Mỹ, ngày nào cũng mơ mộng đi Mỹ đó, nhưng mà cô không có đồng bạc dính túi, cô đi được không? Không được, bắt buộc cô phải làm ra có tiền. Thì đi Mỹ được mấy ngàn đô thì phải có đủ mới đi, còn muốn lên cõi Phật cõi Chúa gì đó cũng thể, cũng phải đúng có cái phước đức, cái tầng đó mới lên được. Người ta không hiểu, người cứ ngồi đó ngồi niệm riết rồi chụp khu lại riết đâu về đâu vào đó. Muốn thì phải có cái lực mới đi mới được, lực là gì? Tiền hoặc tài gì đó. Còn muốn về Phật giới thì không đem cái tiền này được, đem công đức đi về. Muốn về Phật giới phải đi vào con đường này. Nó rất rõ chứ đâu phải vậy. Mà tại vì bây giờ Thiền Tông có cắt nghĩa cái này Thiền Tông mới hiểu, chứ ngày xưa người ta cãi lộ muốn được. Cho nên muốn về Phật mà lúc đó mà Quyền Trí công bố chương, công bố ra thì nói là không ai tin á. Nó cãi rồi mới gì nói tiếng, nó cãi 200-300 tiếng thì thôi mình làm ơn đứng dậy đi cho rồi chứ. Bây giờ muốn hỏi bình tĩnh hỏi thì nói cho kìa, mà nói khoa học chứ không phải là nói chết mơ hồ. Rồi thôi bây giờ thì cứ tiếp tục hỏi thì còn sớm á, tiếp tục hỏi. Chào các thân nhân, nói cho con hỏi hai ý. Cái thứ nhất là cái khi mà tấm Phật còn ở trong tam giới, ở trong Phật giới mà kim thân Phật chỉ là đi muốn lớn như kim thân Phật thì phải vào trong tam giới luân hồi cho đủ là mới về được, là tạo ra công đức mới về được Phật giới. Thì vậy khi con người mình mà chưa luân hồi đủ trong một tam giới, mình có về Phật giới được không ạ? Cái thứ hai con muốn hỏi là cái con số mà 84,000 cái bông bóng ảo đó mà Phật lấy từ đầu ra. Cảm ơn Phật nhanh. Không phải đâu, không phải đi đúng vậy. Nếu mà vô á, bây giờ nó vô nó khó nữa cho này, vô nó quên hết những cái chuyện gì nó đi đã rồi mới chán ha. Từ cái chán rồi mới muốn về Phật giới. Thì coi cái quyển kinh số 9 á, là ông Phật Thích Ca đi đã rồi đó. Mà ổng là ổng ít nhất là ở khắp tỷ năm. Còn mấy ông kia nói là cả mấy chục tỷ năm chứ không phải 7-8 tỷ. Có nghĩa là vô đây á là mình quên đi, mình quên đi, thành ra cứ cái tánh người nó cứ dẫn đi hoài, nó rồi đi đã rồi tới có một ngày nào mới sực nhớ lại thì mới mong mà về được. Nhưng mà muốn về được thì phải có cái người chỉ, con thầy chỉ mới về được, chứ không phải muốn về lúc nào về đâu. Mà nên nhớ đó, bây giờ muốn mà nó không có rồi là sao? Thế là 10,000 năm mới có một lần, mà chưa chắc. Mình hơn nó mình sanh vào cái dùng mà gọi là Thiền Tông nó phổ biến ra. Còn có nhiều người hơn nó Thiền Tông phổ biến ra mà họ không chịu về, thì suy nghĩ đi, xung quanh đây có ai chịu về không? Mà đi mình Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội đâu Vũng Tàu, chứ còn xung quanh này không ai chịu về. Mà nó chửi ra không biết tà, từ sau kể nó chửi kể ra. Còn mà nãy cái câu thứ hai là cái ý thứ hai là 84,000. 84,000 bây giờ nè, con có thấy muốn biết cái đó 84,000 không đó? Con đổ cái bột xà bồng vô trong cái bong bóng đó, con bốt một cái nó ra bao nhiêu? Trái tim mình nó vậy, con bốt một cái nó ra vậy đó. Thì ông Phật nó 84,000 rồi đó, ông cũng tưởng tượng nói thôi chứ ông đâu có điếm được đâu. Còn mình giống như con đổ xà bồng đó trong cái bọt thôi, con bốt một cái nó ra quá nhanh mình là phải đếm đâu rồi. Thì ông dùng con số 84,000 nói cho nó trọn số cho nó vui vậy thôi, chứ còn là phải đếm. Thì cái lực của mình á, cái tình thấy của mình á, muốn thấy thì phải cái mọc máu này nó bóp mới thẹt cái anh kia anh mới hoạt động được. Thì bóp ra cái nó ào quá trời con bóng vậy, là ông lên 84,000 cái đó, là đi qua cái áo giáp này nè.
cái mà cái sự sống mà nó không cái tim mà không bóp á thì cái tánh thật không hoạt động được, tánh người không hoạt động được. Đó, thành ra nói 84.000 là để cho thuận con số thì nó vui thôi chứ đâu ai biết được cái này. Ông Phật cũng có tay luôn, giờ ông nói ông là có ông ở đây tôi hỏi ông có chắc chắn không. Ông nói gì thì nói những cái gì tôi nghe, chứ còn nói chuyện này thôi nói cho vui thôi. Là tôi hỏi tiếp đi. Xin chào thầy và ban quản trị Chùa Thiền Tông, cho con hỏi một câu. Dạ. Là cái trung thân của mình tam đã ở trung tâm vận hành luân hồi trái đất hay là trung tâm vận hồi tam giới? Trung tâm vận hành của tam giới thì phải trái đất. Trái đất thì nó có trung tâm, nhưng mà ra được cái trung tâm thì nó thoát ra được ngoài cái không gian của trái đất, nó bị vào trong không gian của tam giới. Bây giờ thì tâm nó phân biệt